chưa quen ai hết. Hả? Có thích đơn phương nhưng mà hồi năm lớp 2 rồi. Ngày xưa bà ta gọi là nhất quỷ á. Đi với nữ thì em hào phóng, mà đi với bạn thì phóng bình thường. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình nha. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Tú, năm nay 34 tuổi, công việc hiện tại là nhân viên bảo vệ ngân hàng. Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu Tú? Ở thành phố luôn anh. Dạ, Bình Thạnh. Quận Bình Thạnh. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ánh Đào. Năm nay em 25 tuổi, em đến từ Tây Ninh, em là chuyên viên tư vấn thuế. Mà hiện giờ làm việc ở đâu? Dạ, ở Tân Bình. Mình giới thiệu một chút xíu năng lực của mình luôn đi, điểm mạnh, điểm yếu hay sở thích của em chẳng hạn. Ưu điểm của em là biết bơi lội, hát cũng được. Thôi bây giờ mình tự giới thiệu, mình tự hát một bài luôn cho tất cả mọi người. Em sẽ hát bài Về Miền Tây. Về Miền Tây. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về cái đám hay à. Em hơi rung. Hơi rung, mới lên dạ. Hơi rung. Không sao, nhưng mà giọng hát rất là ngọt ngào, rất là truyền cảm. Bạn nam cảm nhận như thế nào? Ngồi ở đây cười quá trời. Hát ngọt rồi đúng không Tú? Dạ đúng rồi. Rồi giờ mình hát lại đi Tú. Chết chèn. Để nó chơi luôn Tú. Em ơi, lòng anh thì gước chân thành, có gì đừng giận anh nhé, có gì đừng buồn anh nhé, tội thân anh lắm, 34 tuổi rồi vẫn chưa vợ em ơi. Rồi, được. Được. Rất duyên. Rồi, một màn ca hát đối đáp rất là dễ thương. Đó là điểm mạnh của em, còn điểm yếu của em là gì nè? Điểm yếu của em là em hơi khó tính, nấu ăn không được ngon lắm. Nhưng mà có chịu nấu không? Em nấu được nhưng mà không ăn được. Nấu chỉ mình em ăn thôi. Sợ đoản nhiều lắm chị, thôi mà kể như đó được. Rồi, tình trường như thế nào? Em thì chưa quen ai hết. Hả? 25 tuổi chưa quen ai hết? Dạ. Có thích đơn phương nhưng mà hồi năm lớp 2 là... Vậy? Hồi năm lớp 2? Dạ, lớp 2 là có ghi viết thư cho bạn đó. Nhưng mà viết xong đổ thư mặt kế bên. Rồi thư viết gì trọng nhớ không? Có thì thích rồi vẽ trái tim vậy thôi. Trời ơi, lớp 2 mới có 7-8 tuổi à. Ngày xưa bà ta gọi là nghịch quỷ á. Chút xíu lớp 2 mà viết thư yêu đương nữa. Thích thôi mà anh. Rồi, cái đó câu chuyện vui thôi. Bên đây... nghe cười khoái rồi ha. Phải rồi, nãy hát khoái giờ nghe chưa có người yêu khoái nữa. Tú thế mạnh thế yếu là gì? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hiền với hay cười. Sáng có cái thói quen là ngủ dậy cái là mở miệng cười. Cười sáng được cười mình vậy đó hả? Mở mắt ra cái là cười. Còn khuyết điểm của em là nói nhiều, xàm xuế. Dạ đúng rồi, dạ hay kiểu chọc ghẹo cho người khác cười á. Cũng vui mà. Mà người ta có cười không? Có cười mà. Lúc cười lúc không. Dạ. Vì em biết hút thuốc, biết nhậu. Rồi, em có thích bạn trai hút thuốc không? Dạ không. Đó là bên đây không có thích hút thuốc đâu. Dạ em cũng đang cố gắng bỏ á chị. Cái đó cố gắng bỏ càng tốt. Mình có mối tình ở lớp 2, lớp 3 gì không? Dạ không, em chỉ có một mối tình quen được 6 năm. Wow. Quen 6 năm mà tại sao chia tay bạn? Dạ bạn đó đi du học về sau thì định cư lại. Thì em chia tay cũng được 11 năm. 11 năm nay có một mối tình đơn phương nào không? Dạ không. Tại lúc đầu em còn thương mà đó. Cũng phải mất 7 năm mới quên được. Bạn vẫn còn xúc động khi nhắc đến... Gung á. Gung hả? Dạ. Gung là gung với cái chuyện... Tại đó. Em ít chia sẻ trước đông người vậy nè. Cảm giác có nghĩa là gung trước đông người chứ không phải là gung vì cái chuyện cũ đúng không? Dạ đúng rồi, quên lâu rồi. Nói cho rõ chứ bên đây ta nghe là gung gì. Tại... nhắc đến cũ mà gung là ta thấy quê rồi đó. Không phải nha em, thì thôi bỏ qua coi đi. Chừng mấy hồi lâu quá không có cảm giác rồi. Phụ nữ là coi chừng coi lại giới tính đó nha. Dạ đúng rồi, cũng có nhiều người nói em. Có nhiều người nói đúng không? Bây giờ thích nữ hay thích nam? Dạ thích nữ chị. Chắc không? Dạ chắc. Trời ơi, lo quá. Mẫu người lý tưởng đi. Cô thích mẫu người của mình như thế nào? Cao khoảng 1m7, có công ăn việc làm ổn định, có nhà Sài Gòn càng tốt. Tại vì em không muốn là hai vợ chồng lấy nhau là phải ở nhà trọ. Thí dụ như một người đó, người ta yêu em hết sức mình luôn, người ta lo lắng cho em từ đầu đến cuối luôn, nhưng mà ta không có nhà thì sao?
Nếu mà người đó có chí cầu tiến á thì được anh. Bạn trai nghe vậy bạn nhà thôi, em bạn trai thì nhà riêng thì em không có, nhưng mà gia đình em hiện tại thì cho thuê phòng trọ. Nếu mà vợ chồng về ở chung á thì vẫn có phòng riêng cho hai vợ chồng. Với ba mẹ cũng rất là dễ, nhà dễ. Nhà em có mấy người? Nhà em hai anh em còn một người em trai nữa. Thôi vậy khỏe rồi. Có nghĩa là phải làm dâu đúng không em? Dạ đúng ạ. Mà thí dụ như là làm dâu một thời gian thôi rồi lập kế hoạch mình ra mua cái nhà nhỏ nhỏ hai chồng ở riêng luôn thì được không? Dạ được. Mua chi nhà đúng đó quá trời mua chi. Sao mua nhà riêng ở kia của ba mẹ mà. Riêng vậy. Phòng là riêng rồi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Đừng có ích kỷ quá hay là ti bo keo kiệt quá em cũng thích. Em hào phóng mà. Đi với nữ thì em hào phóng mà đi với bạn thì em phóng từng hào. Nói chứ tính em là thoải mái, được. Phóng khoáng. Về ngoại hình em có không thích cái gì không? Lùng quá, hô. Nó lùng kệ người ta, hô kệ người ta. Rồi vậy bên kia mẫu người bạn gái như thế nào nè? Có cái khuôn mặt phúc hậu. Cao thì tầm khoảng 1m55 đến 1m6. Mặt em ác lắm. Em cũng chuyên trị cái ác. Cái ác hả? Cái gì không? Rồi gì nữa không bạn? Về tính tình thì em cũng thích người phụ nữ sống có trách nhiệm với gia đình. Với sống đừng có nghĩ cho bản thân mình mà phải nghĩ cho mọi người xung quanh. Bạn gái qua coi thử coi đàn trai có đáp ứng nhu cầu của bên đó không vậy ta? Chào chị. Cao nhiêu? Dạ em cao 1m645. Làm liền 1m65. Chà thiếu 5 phần. Nói vậy thôi chứ gặp bảo đảm hết hồn liền. Ủa như bây giờ yêu nhau hai người hợp hết nhưng mà bạn gái này không có muốn đi làm dâu thì sao? Cũng được, em có hỏi mẹ em rồi. Mẹ nói sao? Em bữa cũng hỏi mẹ nếu mà con đi chương trình mà người ta bắt gãi mẹ chịu không? Thì mẹ đi đi. Mà nói thiệt hay nói giận lẫy? Nói thiệt. Nói thiệt phải không? Nói chung là mẹ em thì tôn trọng quyết định của con cái. Ổn. Cô này dễ đàn trai hơi bị ổn rồi đó. Dạ. Trời ơi, đàn gái cũng ổn vậy, em tin qua coi. Để qua coi coi nha. Chào. Chào em gái. Rất là dễ thương. Dạ. Nói chung là nãy giờ em nghe anh bên đó nói chuyện rồi, em tưởng tượng ảnh thế nào? Cũng to, tại vì nhậu nhiều chắc chắn là bụng bự. Không đâu, không có bụng bự đâu. Anh này hơi chuẩn đấy, chỉ hơn thấp em hơn khoảng 0,5 thôi. Có mang vuốt lên được. Thái quên mang dài chứ quên. Dạ đồ, dạ đồ. Sao không mở nhà trọ được hả? Dạ, nói chung là em không phải là lo cho bản thân em mà là phải lo cho con cái nữa. Không thể nào mà con cái mình cứ ở trọ miết vậy được. Nhưng mà ở trọ nhà mình được không? Dạ, cũng tạm được. Không thích ở chung nhà với mẹ thì ra xin mẹ cái phòng trọ. Nhà nhiều phòng mà. Cái phòng trọ thì nó cũng nhỏ. Hai phòng. Tập thân nhau, hai căn liền kề. Trời ơi, dễ quá. Đã nói nhiều phòng trọ là rất là dễ rồi. Anh biết bảo vệ ngân hàng thì chắc chắn anh sẽ biết bảo vệ em. Chưa chắc. Trời, ngân hàng khó bảo vệ lắm, ta còn bảo vệ được đúng nói chi. Thế anh nói được không em? Dạ đúng. Trời ơi, quá đúng. Để nghe ý kiến thêm từ người thân. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Em đi với hai đứa em gái. Bạn áo đỏ em ruột đúng không? Nhìn là thấy giống y chang đó. Em gái dễ thương. Chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Chào anh trai luôn. Chị em bệnh dễ thương đó, không giống như em đâu. Giống. Em cũng dễ thương mà. Mặt tròn phúc hậu. Em cũng dễ thương mà. Nhưng mà chị em đi nho hơn. Anh trai bên này nhìn cũng được, cũng dễ thương. Mà anh ơi, chị của em á, nấu ăn không có được ngon á. Là anh thấy chấp nhận được không? Tại vì anh có yêu cầu là về làm dâu á. Thì có thời gian rảnh hai đứa đi học nấu ăn chung cũng vui. Ủa anh dạy vậy? Có yêu cầu rảnh không? Có lo lắng gì cho em không? Không, không cần, chỉ đó. Cần lo lắng cho chị em thôi à. Chị em nhìn bề ngoài mạnh mẽ vậy thứ bên trong hiền cô à. Yếu đuối lắm, anh về em phải che chở chị em á. Anh thì ở ngoài nhìn không có mạnh mẽ, nhưng mà ở trong bên trong thì anh mạnh mẽ lắm. Chẳng những anh bảo vệ chị em mà anh che chở cho em nữa. Thôi, mình có đi trai, với ai không? Mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với ba em rồi. Em trai ruột em, rồi cô chú em, rồi đồng nghiệp em. Nói chung rồi cả nhà luôn đúng không? Dạ, đi đủ hết. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Chào tất cả khán giả. Chào em. Dạ, chào cô. Chị là cô của Tú. Thấy bạn gái bên đây được đó Tú ơi. Dạ. Càng nhanh càng tốt nha Tú. Có thể kết thúc chương trình này mình làm tới luôn cũng được. Trời ơi, dạ. Quá. Ba có cho đỡ hai phòng trọ liền kề đập thông nhau không ba? Sẵn sàng vì tương lai của con cái. Bác thấy giàu tương lai bác được không? Dạ rất là tốt, là rất ưng ý với những cái tư tưởng đầy cầu tiến. Nói vài câu với bác đi vụ phòng trọ đi. Dạ con chào bác. Nếu mà con với ảnh nếu có duyên á thì con cũng cố gắng. Việc nấu ăn thì đơn giản lắm. Nhà có nhiều cô mà con học mấy cô cũng được. Dạ. Nhiều đó là thấy mát lòng mát dạ rồi. Hay quá, kéo màn lên. Lên tâm sự. Rồi xin mời.
Bụng cũng lấp lấp thôi chứ cũng không có bự. Cảm ơn anh. À, anh gửi tặng em bó hoa này. Dạ. Em có hỏi trước. Thôi anh hỏi trước đi. Em có thích chó mèo? Tại vì nếu mà mai mốt em về nhà làm anh làm dâu á, thì nhà anh á thì em anh á thì nuôi chó, mẹ anh thì nuôi mèo, ba anh thì nuôi cá, anh thì nuôi vợ, nuôi em, anh nuôi em, cái con chó mà nhà em cũng nuôi cá. Nữa sau này con cái sao, thích trai gái gì đó? Em thích mấy đứa. Nói chung là tỷ lệ thuận với lại kinh tế nhà mình cho anh. Anh thích con gái. Dạ. Nhưng mà gái trai gì cũng thích, nhưng mà anh thích con gái. Gái dễ thương lắm em. Tiền bạc kinh tế em muốn ai quản lý? Cái này thì không quan trọng chị. Ai giữ được thì cũng được. Riêng em thì em độc lập về kinh tế. Em không muốn phụ thuộc vào người chồng. Bạn lĩnh đấy, hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói tất cả những gì trái tim mình muốn nói. Với cái tuổi của anh bây giờ thực sự thì chững chạc để lo cho người phụ nữ. Anh cũng muốn là một người luôn bên cạnh em, chia sẻ với em trong những lúc khó khăn. Hai người mình đồng hành trong cái khoảng thời gian còn lại của cuộc sống. Công việc của em thì nếu mà theo mùa thì nhiều việc quá thì em có thể tăng ca tới 90 giờ lận. Em không có thời gian nhiều cho đối phương á. Thì lúc đó mình chỉ cần tối em đi làm về á, thì đường khuya thì anh đứa em dậy, hai đứa đi chung vậy cũng thấy vui, đâu cần phải là lúc nào cũng bên nhau đâu. Dạ. Rồi, hết rồi, rồi. Thời gian nói chuyện đã hết. Chúng ta đặt tay vào nút bấm và hãy có trách nhiệm với nó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau nè. Rất hợp lý, cũng có gương mặt phu thê đấy. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn sẽ đến đó xem những bộ phim rất là lãng mạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Đây, xin gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic, trị giá tổng cộng là 7 triệu đồng. Chúc hai bạn thật nhiều hạnh phúc ha. Chúng tôi đang mong chờ tin báo của các bạn. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người. Nào, hãy được đấy. Bằng nữ đầu tiên á, em chia tay nhiều, thiếu kinh nghiệm không? Ai thiếu? Dạ em à. Theo em á, yêu nhau đến lúc nào chúng ta hôn nhau được? Dạ chắc lấy đấy anh ơi. Trời đất ơi, nó lấy về hôn không được là chia tay nè kìa. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Võ Vũ Châu. Em năm nay 26 tuổi, hiện là em là nhân viên văn phòng công ty Home Credit à. Châu quê ở đâu Châu? Dạ, em sinh ra tại thành phố. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Bùi Thiên Triều. Năm nay em 26 tuổi, em hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Triều, bên kia là Châu, bạn làm nghề gì? Dạ, em là kỹ sư xây dựng, chuyên đi giám sát. Mấy ông giám sát công trình đi hoài, đi hết chỗ này chỗ kia chắc cũng quen nhiều lắm mà. Dạ không có. Quen được mấy người yêu rồi? Chính thức thì quen hai bạn. Lý do tại sao chia tay? Dạ lý do của em thì nó nghiệt ngã lắm. Bằng nữ đầu tiên á là em chia tay vì thiếu kinh nghiệm hôn. Hả? Ai thiếu? Dạ em à. Cô nói luôn hả? Chiều đó về thì bằng nữ đó có điện thoại cho em. Thì nói là lần đầu tiên hôn phải không? Dạ em có trả lời là có, thì sau này thì khoảng thời gian đó này nhắn tin ít dần và có thể là không liên lạc với nhau. Là hôn có một lần ta chia tay luôn á hả? Dạ. Vậy rất bằng cách là sao? Dạ không phải. Rồi, mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì là em không tìm được câu trả lời trong suốt quá trình quen nhau. Tối nào thì em với bạn nữ đó cũng nói chuyện điện thoại với nhau, mà cứ kết thúc cuộc điện thoại thì bạn nữ đó cứ hỏi em một câu là Triều có điều gì muốn nói không? Em chỉ nói là không. Trời đất ơi. Đúng là nghiệt ngã đó mà. Nói tới khuya rồi mà hỏi có gì muốn nói không, nói không. Dạ nhưng mà nhiều lúc em cũng nói nhưng mà không đúng câu trả lời chị ạ. Em nói sao mà không đúng câu trả lời? Ví dụ như em trả lời sao? Em trả lời gì? Dạ thì có lúc thì em cũng nói là chúc ngủ ngon, có lúc thì em cũng nói là anh yêu em.
nhưng mà đều trật hết. Anh ơi, em hỏi cái này được không anh? Em hỏi em. Nếu mà kinh nghiệm hôn á, em bản thân em cũng không có. Thí dụ như quen nhau không hôn được không anh ha? Được, được. Anh thấy cái điều đó vẫn được. Ủa không hôn là sao? Tính cách của em là em quen tới một giai đoạn nào đó chín mùi thì mới có tiếp xúc cơ thể. Hiện tại là giờ em chưa có nghĩ tới cái đó. Em có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình học trò 6 năm ạ. Là lúc đó có hôn chưa? Dạ chưa ạ. Cũng chưa nắm tay luôn, chỉ là bạn bè thì giúp đỡ nhau trong học tập. Dạ tới lên khi mà lên đại học thì vô môi trường mới, bạn có quen bạn gái mới, chúng em chia tay. Tại vì không có va chạm cơ thể đó, người ta mới quen bạn gái mới đó, chứ có đụng chạm chút ta đâu có bỏ. Tôi cô gái này lạ, tôi hỏi vụ này. Dạ, ôi trời em, dễ thương quá. Ông Mai tính sao em... chứ giờ cũng không có cho nắm tay cho hôn gì đâu đó. Em tôi không biết ca này đâu. Anh hỏi nè, theo em á, yêu nhau đến lúc nào thì chúng ta hôn nhau được? Dạ chắc lấy đó anh ơi. Trời đất ơi, người ta phải kiểm tra sơ sơ, người ta biết mình làm được người ta mới lấy. Lấy về làm không được rồi sao? Đó, lấy về hôn không được rồi chia tay nè kìa. Không, mình có website này nọ thì mình có thể học hỏi. Học gì? Không, em đang nói coi về cái mảng kiến thức là y học chứ không phải coi về cái mảng kiến thức kia. Kia là gì? Yêu nhau, trao nhau nụ hôn đó là chuyện bình thường em. Nhỏ còn mà già dễ sợ. Cưới nó hôn hả? Dễ thương mà. Thôi cởi mở chút xíu thôi ha, nói chơi cho vui thôi. Dạ. Nhưng nghĩ rằng á, quan trọng tình yêu khi mà chúng ta rung động, chúng ta đầy cảm xúc thì nụ hôn nó có thể hiện điều đó cũng là bình thường. Tại em chưa yêu đó em, lúc yêu hả, người ta không hôn mình là một đèo mình hôn lại, đừng có nói. Dạ. Anh nhắc lại nha, đồng ý đến đây phải hôn nhau đó. Chị nói cho em nghe, nếu mà em đã nói hồi nãy em gì sợt gì coi đúng không? Em lát nữa em sợ coi liền cho chị. Một nụ hôn á, nó sẽ giúp làm trị rất là nhiều bệnh, giúp cho tăng tuổi thọ nè, giúp chữa trị bệnh sâu răng nè, giúp cho giảm căng thẳng nè, giúp giảm mệt mỏi nè, giảm stress, đủ thứ bệnh, đúng không mọi người? Yeah. Nếu như cả cuộc đời em không bao giờ hôn thì em sẽ già háp, xấu xí. Giá trị nụ hôn thế nào nữa? Yeah. Giống như hai người dại hôn vậy trời. Dạ, để em coi lại. Cái đó là quy định của chương trình nha em nha. Dạ. Bây giờ em có yêu cầu gì khi muốn kiếm một người bạn trai không nè? Cái hình tượng của em trước khi gặp mặt á, bạn trai đừng châu chuốt bề ngoài quá, bạn trai cũng đừng có để mái Hàn Quốc. Đầu Hàn Quốc là mái sao? Dạ, mái bẹt qua một bên như vậy nè chị, nó dài che xuống phải không? Là em thích đưa trán lên phải không? Em thích đầu đinh. À. Ủa đinh rồi hả? Đinh rồi hả? Rồi gì nữa? Với lại bạn trai đừng có hói. Đừng có hói. Dạ, bạn trai cũng đừng có để móng tay dài. Không hói, thích đầu đinh, đừng để móng tay dài. Dạ. Chào chị. Được. Tạm tạm. Có dài đâu chị? Cũng vừa đủ khều khều móc móc. Quên hỏi. Ủa rồi mắt mũi miệng chiều cao cân nặng gì có cần không? Dạ bạn trai cao hơn em 1m65 đi chị. Rồi được, cái này tôi khỏi cần đo, tôi kinh nghiệm tôi nhìn là thấy đủ chuẩn rồi đúng không em? Vừa đủ. Vừa đủ đúng không? Tôi biết mà. Nãy giờ phân tích về cái phân tách cái nụ hôn đó là cuối cùng là em thấy sao? Thương nhau là được thôi chứ đâu có nhất thiết là phải hôn hay là đi tiến xa hơn rồi mới đi. Vậy là em cũng không biết hôn luôn. Dạ thì em nói em thiếu kinh nghiệm. Rồi xong luôn. Rồi hai đứa này lấy nhau về phải coi website hoài quá. Rồi em yên tâm đi, bên đây không biết hôn luôn, không có hôn em đâu, em đừng lo. Nha cưng. Bây giờ mình gặp người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ em và một người bạn thân ạ. Xin chào cô anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường và khán giả. Cho cô hỏi là con có hút thuốc, uống rượu, có đi cà phê hay cái này cái nọ hay không? Tự gì nói chung là nhà cô rất là nề nếp. Uống cà phê cũng bình thường mà cô. Không, uống cà phê mà ngồi lê đôi mắt á, uống xong rồi về. Còn đằng này ngồi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều. Thế là vô bao nhiêu ngày đó? Ừ, là cô không thích. Dạ thưa bác, chào bác. À, chào con. Dạ là con á thì dạ con không hút thuốc, không uống rượu. À. Dạ bia thì con có thể là uống được tầm 1-2 lon. À. Dạ. Còn cà phê thì con chỉ hay đi cà phê với bạn thân của con. Dạ. Đi cà phê thường con đi vào ban đêm. Không có nghĩa là đi làm về để đi chơi với bạn bè chứ không phải là đi khuya.
À, dạ. Chứ cà phê mà ban đêm á là hay là cà phê ôm. Dạ không phải. Tại vì sáng con hay đi làm sớm mà. Giờ ban đêm uống cà phê nó nhẹ nhàng lắm cô. Ừ. Mình xả stress mà. Cô thấy là tạm ổn thì giờ hai đứa tạo điều kiện cơ hội để tìm hiểu nhau. Con học của anh Quyền Linh đó, cái mẫu người đó rất là chuẩn, là tốt. Trời ơi. Rồi, cô cảm ơn ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô. Con cũng hay uống cà phê ban đêm. Anh đi bài. Dạ em đi với em họ em với lại bạn thân của em ạ. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. À, chào em. Chào tất cả khán giả. Em thấy chị rất là dễ thương, rất là hiền. Gia đình nề nếp thì em thấy là rất là ổn. Anh của em thì khá là hiền, tốt tính lắm chị. Em hy vọng là anh chị cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Có bố họ tặng em lần đầu gặp này. Dạ anh có gì nói với em không? Nhìn em rất là dễ thương. Em nhìn anh có thấy anh giống người Campuchia không? Vậy có ấn tượng ban đầu của anh á, thì em ấn tượng về mái tóc đầu đinh. Tại vì em rất thích đầu đinh. Em có thích làm, em có muốn. Muốn gì nói đi em, nói đại đi. Dạ không, ý em hỏi là bạn nữ có chịu làm dâu không ạ? Dạ, em cũng hỏi anh có muốn ở rể không ạ? Ở rể thì vẫn được, nhưng mà anh hiện tại là còn phải chăm sóc mẹ. Có thể ở gần nhà em, hoặc là có thể ở chung nhà em. Có thể là có mẹ anh đi cùng. Thì hiện tại thì anh chỉ còn có một mình mẹ, không ai chăm sóc mẹ. Nên anh muốn là em là có thể thương mẹ anh như cũng thương mẹ của em. Và anh sẽ làm lại được điều đó đối với em. Nghĩa là hai mẹ ở chung nhà luôn. Dạ, điều đó càng tốt hả chị? Em thì ở đâu thì cũng vẫn được, nhưng mà có điều là em chỉ muốn là có mẹ em đi cùng. Tại vì em còn một mình mẹ. Em ở nhà mẹ với ai nữa? Ba em mất, nên thành ra em cũng chỉ có còn mẹ với chị thôi. Dạ. Ba anh cũng mất. Thì có thể hỏi mẹ được đấy. Dạ, chào bác ạ. Thưa bác, là con có ý kiến như vậy là hai mẹ có thể ở cùng với nhau được không bác? Trước mắt là tụi con phải tìm hiểu coi có hợp nhau hay không, rồi có tiến tới được cái hôn nhân hay không, thì cái chuyện đó thì tính sau, chứ giờ tự hỏi cô không trả lời được. Chính xác là như vậy, chưa ai trả lời được điều gì, bởi vì điều này nó cũng rất là quan trọng. Ý kiến của bạn nữ. Anh cũng không mẹ bỏ mẹ anh được, và em cũng không bỏ mẹ em được. Thì nếu chúng ta có duyên thì chúng ta sẽ tìm ra một cái cách nào đó thích hợp, vẹn toàn cho cả hai. Đúng rồi. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha. Hy vọng rằng các bạn sẽ suy nghĩ được những điều đó. Nào, bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Quyền quyết định của các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Sao bạn lại trùng bước thế? Dạ tại vì khi nãy em có hỏi bằng nữ á, cô có chịu cho mẹ em ở chung hay là có thể ở gần mẹ em không, thì rõ ràng là bằng nữ không trả lời được câu hỏi đó. Nếu một người đàn ông mà có hiếu với mẹ mình, em thấy điều đó cũng rất tốt. Đúng rồi, hy vọng là các bạn sẽ tìm được nửa yêu thương của mình. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, và quà tặng dành cho hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Cảm ơn hai bạn. Muốn yêu thì không muốn lấy. Bây giờ cũng cách đây khoảng 2 năm nay rồi. Hiện giờ là trống trơn chưa? Bây giờ là gọi là lính phòng không. Lính phòng không. Dạ, yêu là cũng phải lấy luôn đúng không? Yêu là lấy, không yêu thì thôi. Dạ. Nhiều khi có cơ hội cũng là điều tốt, và có khi chưa chắc đó là điều tốt. Và bây giờ thì anh trai đã ngồi đây rồi. Dạ xin phép anh, bây giờ Tường sẽ ra ngoài và mời bạn gái của mình vào, rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện anh nha. Vâng. Dạ. Rồi mời anh chị mở mặt nạ ra.
Rồi, chào anh chị. Mời anh nói trước ạ, giới thiệu thông tin cá nhân của anh. Tên là Nguyễn Văn Cường, 59 tuổi, đến từ Vô Vấp. Wow, 59 tuổi thiệt hả anh? 9 tuổi. Vậy anh quá trẻ luôn á. Có ai nói anh trẻ hơn tuổi không? Giờ em nói lần đầu tiên. Cái gì em nói lần đầu tiên, mệt ghê. Anh đang làm công việc gì anh? Trước là nhà máy đóng tàu Bát Son. Dạ. Sau đi tàu biển, tàu Bình Dương, nước ngoài, nghỉ hưu rồi. Rồi hiện tại anh đang sống với ai? Bây giờ đang sống một mình. Rồi, mời em nhà chị giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào mọi người trong trường quay, chào anh bên kia. Em tên là Ngà. Ngà. Dạ, năm nay em 42 tuổi. 42 tuổi là sinh năm 78. Sinh năm 77 ạ. 77 là bằng tuổi Cát Tường đó. Hiện giờ mình đang làm công việc hiện gì? Hiện giờ em đang làm quản lý nhà hàng ở bên quận 12. Hiện giờ em đang sống với ai? Dạ, em sống với con gái với lại mọi người trong nhà hàng, em ở đó luôn. Ở trong nhà hàng luôn? Em ở đó luôn. Oh, à, quận 12 bên đây Gò Vấp thì cũng gần ha anh ha? Chà, vậy là hợp lý rồi nè. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em siêng năng quá. Nhưng mà điểm yếu của em là hơi quyết đoán, hơi khó tính một xíu. Làm quản lý phải khó tính, đúng rồi. Nhưng mà em hơi khiêm tốn rồi. Điểm mạnh có thể là còn vui vẻ, hoạt bát, nhanh nhẹn nữa đúng không? Làm nhà hàng mà. Nhưng mà đôi khi người bạn trai của mình sẽ không thích điều đó đâu. Đúng rồi. Tình yêu là phải có niềm tin. Đó là công việc thôi mà. Còn anh, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Mạnh là tức là không hút thuốc, không uống rượu. Dạ. Không cà phê mà không bài bạc, không cá độ gì hết. Vậy cái gì là có anh? Thì nên là mình nhút nhát trong đám đông, không tự tin. Dạ. Hay nói lớn tiếng thì cá không có gì cả được. Kiểu nói lớn tiếng. Trên tàu chắc nói lớn mới nghe anh. Đúng rồi. Tao dạ. Tao nó ôn, nói lớn nó quen rồi. Dạ. Bây giờ người ta tưởng là nói người ta, chứ người ta không phải là vậy. Dạ. Hay nhai, hay ngủ nhai nhai. Nhai gì? À, tức là ngủ vậy? Người nhai. Ôi sao anh biết ai nói với anh là ngủ? Tức là có đứa cháu nó ngủ chúng nữa. À. Thì nó nói vậy thôi. À. Đấy, mà thôi lúc ngủ cũng chẳng ai để ý đâu anh ơi. Rồi anh ở một mình rồi, trong việc nhà anh tự làm hết luôn. Tức là tự làm, từ nấu cơm, từ đi chợ, nấu ăn, làm tốt hết. Dạ, nhưng mà anh ở một mình thì anh làm. Ví dụ sau này có vợ thì anh có phụ vợ những công việc đó tất không? Tất nhiên rồi, tôi trước đây vợ chứ bao giờ giặt quần áo, tôi chỉ giặt không. Vậy luôn á hả? Có lần giặt quần áo để ngâm chúng, vợ nó còn lấy ra quần áo, vợ giặt mỗi quần áo của vợ. Ở với nhau được bao lâu rồi, có mấy mặt con anh? Tức là có 3 đứa. Dạ. Ở 19 năm. 19 năm. Đấy, đi tàu biển nước ngoài, sau đó là vợ chồng lục đục là ghen tuông rồi bỏ nhau. À, bao lâu rồi anh? Bỏ nhau là 10 năm. Thì vợ cái nó tham vọng nhiều quá, cái xúc phạm đấy, cái này nhiều, cái này chửi anh em họ hàng, nó chửi láng hết. Nhưng mà sống với nhau 19 năm thì 19 phải hiểu năm. Nhau chứ anh cũng thấy những cái tính tình người ta thay đổi không biết chứ sao chả. À, có nghĩa là sau mới thay đổi chứ sau hồi đầu thay đổi thì cùng nói ngồi nói với nhau thì nói là bây giờ nếu không thay đổi tính là bỏ. Cô ta đang thách thức là rồi là bỏ thì ăn mừng. Nhưng mà sống bỏ sống là cô để nhờ anh em này kia để nói kéo lại. Nhưng mà Cường không chấp nhận, anh chấp nhận. Này bỏ rồi là rồi, không chấp nhận. Hồi đó đi tàu biển thì người ta đâu biết mình là ai trong khu phố đâu. Sau từ đó đi ra làm ngoài dân phố thì nó mới hiểu được. Ba đứa nhỏ là bao nhiêu tuổi? Thế là bây giờ là lớn đi học đại học ra trường rồi. Yeah. Rồi đi làm rồi. Còn sau đó mình lấy một vợ khác là có người mai mối á. Thì lấy cũng đi làm xa đi tàu biển. Sau đó cô đi ngoài tình. Người tình ngay là người tình với bạn mình, bạn của chồng. Đầu tiên thì nói là ông đó là ông đó thằng gái giỏi lắm đấy. Thì cô không nghe, con là bạn của anh. Ý như rằng sau đó cô ta là bị dính này, đi khách sạn với ông kia. Rồi sao anh biết? Theo dõi mà sao phát hiện ra, sao anh bỏ luôn 4-5 năm. Mà cái cô vợ đó là cũng có kết hôn đàng hoàng đó. Kết hôn, vợ nào kết hôn đàng hoàng hết. Mình lấy đàng hoàng, công nhận của pháp luật đàng hoàng. Sau đó cũng lý gì là cũng có đơn ra tòa đàng hoàng. Dạ. Yeah. Chứ mình phải lấy. Mà cô sau thì mình ở được bao lâu? Cô sau thì ở được 3 năm. Có con không anh? Có một đứa con gái 8 tuổi. Bây giờ cũng ở với cũng cổ ở luôn. Với mẹ. Dạ. Yeah. Rồi suốt 5 năm nay thì lại không chưa. Không, sau đó cũng có quen một cô, nhưng mà cô này thì cô thì khi quen thì cô này yêu thôi. Thì cô không lấy thì không chấp nhận. Có nghĩa là anh là quen nhau, yêu nhau là phải lấy nhau. Yeah, yêu nhau là phải lấy, không yêu yeah. Thì thôi. Yeah. Thì cô ta muốn yêu chứ không muốn lấy. Bây giờ cũng cắt đến khoảng 2 năm nay rồi. Rồi hiện giờ là trống trơn chưa? Vậy bây giờ là gọi là lính phòng không. Lính phòng không. Dạ, yêu là cũng phải lấy luôn đúng không? Yêu là lấy, không yêu thì thôi. Dạ. Yêu chân chính, đàng hoàng. Dạ, chân thật chứ không có chân giả. Chân thật, chân giả. Rồi, còn mình thì sao? Em ly dị cũng 13 năm. 13 năm. Trước đây thì em có nuôi một bé trai, con trai em bây giờ nó cũng lớn rồi. Em ở Lâm Đồng, không phải là dân ở dưới này. Vì con gái em vào đại học ấy. Nên là muốn ở chung, hai mẹ con ở chung với nhau á, nên em chuyển xuống đây để sinh sống. Vậy là mình có hai cháu. Có
có hai cháu. Còn bé trai thì vẫn ở trên Lâm Đồng. Bé trai của em lớn lắm rồi, bữa nay nó tự lo được ở nhà làm rẫy rồi này nọ rồi. Ở Lâm Đồng một mình? Có ngoại, gia đình em ở trên đó hết mà. À, dưới đây hai mẹ con là ở trong cái chỗ của em làm luôn, là con chỗ đi học. Em làm cũng là anh em. Tại sao mối tình đó mình lại chia tay? Tại mặt con có lẽ là do thời đó em còn nhỏ, mình chưa được chỉnh chu á, mà gia đình thì là người Bắc á, có nhiều cái phong tục với lại có nhiều cái mình không thể nào, nói chung là làm dâu hả, tức là làm dâu nên không được. Mà hai vợ chồng ở với nhau được bao lâu? 6 năm vậy. Bây giờ có còn gặp lại anh đó, anh có gia đình mới hết rồi chứ đúng không? Anh có gia đình mới nhưng mà cũng ít khi gặp lắm, mà có gặp cũng không liên quan gì. Suốt mười mấy năm qua thì mình có mối tình nào khác nữa không? Có, cách đây cũng lâu rồi. Mình có quen một người ở Sài Gòn nhưng mà cũng vì khoảng cách địa lý hay là nói chung là nhiều vấn đề, em nặng gia đình á. Còn con cái chưa có lớn, chưa có nghĩ cho bản thân em. Cho tới bây giờ thì con cái em cũng lớn, em đang muốn nghĩ tới cho mình một xíu. Nhưng mà bây giờ yêu có lấy không? Yêu thì lấy. Yêu là lấy đúng không? Dạ. Tại vì quan điểm anh bên này cũng rất là rõ ràng, yêu là phải lấy. Chứ còn gọi là hãy cứ là tình nhân thì anh không chịu. Đó. Em thì cũng muốn có một người sống với mình nghiêm túc, mà sống phải lâu dài. Quan điểm của em là muốn lấy một người chủ yếu là để già, có người mà cùng ăn cơm, cùng chia sẻ, cùng... có nghĩa là đi dạo hay là bắt cứ một cái gì đó thôi, chứ còn không phải là để nương tựa. Tại vì quan điểm của em không muốn nương tựa vào bất cứ ai cả. Đúng rồi, để hủ hỷ lúc tuổi già. Rồi, công việc của cô này thì hồi nãy anh cũng nghe cô nói rồi đó, cô đang làm trong môi trường nhà hàng thì chắc chắn sẽ có tiếp xúc nhiều người đi ra đi vào, trai có gái có. Thế thì về quan điểm về để vợ đi làm hoặc là về những quan hệ xã hội thì anh có cái suy nghĩ như thế nào? Mà chúng ra con gái mà làm bất cứ chỗ nào cũng vậy thôi, quan trọng cái bản chất con người đấy. Mình làm ở đâu vậy thôi, mà quan trọng cái tâm của mình đứng đắn hay không là quan trọng nhất. Giờ giấc làm việc em sao em? Thường xuyên về trễ lắm, đến 11 giờ em mới giấc, tại vì em còn quản lý cả doanh thu này nọ nên phải chốt được tiền xong em mới dừng. À, nhưng mà từ sáng luôn hay là từ chiều? Thường là sáng 10 giờ là em có mặt rồi để chuẩn bị mọi thứ. Nói chung là hiện giờ thì em sống đó giống như một giống như là ở nhà của em vậy thôi. Rồi. Còn nếu trường hợp mình từ chỗ khác tới làm thì cái giờ giấc là như vậy đúng không? Anh có đồng ý để cô tiếp tục cái công việc của cô hay không? Không, dù là phải 12 giờ đêm là cô sống mới về. Sống phải làm việc mà, không quan trọng việc gì hết cả. Mà mình thì biết giữ bản thân mình. Vậy là cơ bản là em thấy cũng thoải mái rồi đó. Rồi, em muốn tìm một người bạn đời, một người bạn đồng hành với mình trong tương lai là người như thế nào? Em không cần người đó phải cho em cuộc sống giàu sang, sung sướng hay là gì hết. Em chỉ cần người đó là thật lòng và thật tâm thôi. Nếu mà người mình có được hai chữ đó thì cái gì mình cũng có thể tha thứ hay có thể mình vượt qua được hết. Đây, em có thể nhìn tìm thấy ảnh trong này thử xem. Anh 59 tuổi hả? Ấy còn anh thì anh mong muốn tìm một người bạn đời của mình như thế nào? Thì đấy, hồi này mày cao thì 1m55 trở lên thôi. Không mập quá, đừng ốm quá. Khỏe mạnh là được. Khỏe mạnh, đấy, trắng trẻo tí được. Tức là không phải cần gì đẹp lắm, miễn là nhìn được. Chỉ ước gì như thế thì không cần gì đẹp nữa. Của mình cũng lớn rồi. Nãy giờ qua trò chuyện, anh hình dung cô này như thế nào? Anh tưởng tượng đi, đưa tải em nghe coi. Khó. Vậy mới khó mới đố anh chứ. Giờ anh nhắm cổ cao khoảng nhiêu? Chắc cũng phải 50-55 như đấy thôi. Mập hay ốm? Tức là cũng hơi mập tí xíu. Lý do sao anh đoán cổ hơi mập? Thì đó là làm nhà hàng chắc nghĩ cũng không mập. Rồi. Tóc dài hay tóc ngắn, cổ ăn mặc như thế nào? Chắc là mặc đầm, mà anh cũng thích con gái mặc đầm. Chứ không thích con gái mặc quần tây đâu. Sao vậy? Thích con gái mặc đầm. Nhìn đúng phụ nữ. Đúng gọi là mềm mại. Còn nó cũng tấy nó cũng khô khan. Hơi cứng ha. Cứng nó cũng thích. Rồi, tóc dài hay tóc ngắn? Tóc chắc cũng ngang vai thôi. Trời, hay quá ha. Đen hay trắng? Tóc chắc hơi nhuộm hạt dẻ. Không, rồi, da đen hay da trắng? Da cũng không đen mà cũng không trắng, hơi bình thường. Mắt mũi miệng? Mắt thì hơi khó. Cái nãy giờ em thấy anh đoán là cũng tương đối là trúng hết rồi đó. Anh hay quá, kinh nghiệm sống gừng càng già càng cay nha. Không có đâu, nhát gái làm gì có mà cái... nhát gái nhưng mà cũng đâu hai mối gái tình đâu. Rồi rồi em không có đoán ra gái. Được đoán ra được ảnh không? Em cảm nhận thử coi. Em chỉ nghĩ là mời hai anh chị sẽ nhìn nhau ở cái nhìn đầu tiên và sẽ nói cho nhau nghe cái cảm xúc của mình như thế nào ha. Chào anh.
gặp em thì cũng tặng em bó bông. Em cũng tặng anh cái này. Rồi, cảm ơn nhé. Trước tiên là hỏi anh trước ha, thế có giống như những gì anh tưởng tượng nãy giờ không ạ? Được bao nhiêu phần trăm? Không, nhưng chúng anh nhìn thấy thì cũng đạt yêu cầu. Những em bên ngoài thì anh nhìn cảm thấy được. Khi mở cửa trái tim này ra thì trong lòng anh có cái cảm xúc gì không ạ? Thật cảm thấy rất vui. Thế còn em? Em cũng không biết cảm xúc như nào. Nhìn thấy anh thì em có... Không, thì em cứ nói thẳng, coi nhìn anh như thế nào. Em thấy anh trẻ hơn tuổi so với tuổi anh nói. Thì không phải em định anh nha. Rõ ràng 59 tuổi là trẻ đúng không em? Cỡ chừng 53, 54 là tối đa. Em thấy ở trong hình anh xấu hơn. Đúng rồi, anh không ăn ảnh. Bây giờ Tường sẽ mời hai anh chị sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Dậu Hậu Food. Rồi chúng ta sẽ có thời gian riêng để tâm sự với nhau ha. Mời hai anh chị thưởng thức món ăn rất ngon của nhà hàng Dậu Hậu Food. Tôm càng rang tỏi nè, heo quay da giòn nè, đậu que xào nấm linh chi và cơm chiên gạo lứt thịt cua tay cầm. Ồ, thơm phức luôn nha. Trình bày rất đẹp mắt và đảm bảo ăn rất ngon miệng. Bây giờ anh chị vừa ăn cơm vừa tâm sự với nhau. Một chút xíu nữa Tường sẽ quay trở lại nha. Cảm ơn dạ. Tường. Chúc anh chị ngon miệng. Thôi mời em, anh còn đói bụng không? Nhà em ở Lâm Đồng mà. Em ở cách Bảo Lộc 10 km. Bảo Lộc anh cũng đi rồi. Còn anh quê thì quê gốc ở người Nghệ An. Anh vào đây lâu chưa? Vào được 40 năm rồi. Nhà em vào Lâm Đồng được 30 năm. Thì em quê đâu, gốc đâu? Quảng Ngãi. À Quảng Ngãi. Quảng Ngãi cũng miền Trung mà. Dạ, 8 tuổi là em vào Lâm Đồng. Bây giờ anh hoàn cảnh như thế thì em nghĩ thế nào? Trong lúc này em chưa biết nghĩ thế nào. Nhưng mà thời gian hẹn hò thì em thời gian được thế nào? Thật ra em rất là ít thời gian luôn á. Thời gian ít cũng phải có thời gian hay sao? Đa phần là em dành cho công việc. Có khi có ngày em không bước ra khỏi cửa luôn. Nói cho vậy chứ mình phải đi ra ngoài xã hội chút xíu chứ. Xuống đây lạ môi trường á. Anh còn ba mẹ không? Mẹ anh mới mất. Mới mất được một năm rồi. Mẹ anh là sống 92 tuổi. Còn bố thì mất lâu. Dạ. Em thì chỉ có mẹ thôi. Mẹ có khỏe đâu. Mẹ em 67 tuổi. Mẹ đứng trẻ mà. Nhìn mẹ em già lắm, không được trẻ như anh. Mẹ em còn được gái khác, anh còn trai khác em. Trai bao giờ đồng trẻ hơn, lâu hơn con gái. Con gái vất vả hơn. Chúng mình đến đây là có cái duyên rồi, bây giờ cho nhau cơ hội. Đấy nha, còn sau này thì để tìm hiểu nữa chứ. Em thì... Sao? Nhiều khi có cơ hội cũng là điều tốt và có khi chưa chắc nó là điều tốt. Thôi em cứ im lặng, chẳng nói gì. Anh thích một người phụ nữ như thế nào? Anh thấy em là anh được rồi, anh thấy em là anh chấm rồi. Không, đó là anh nhìn bề ngoài thôi chứ chưa chắc bên trong. Thì nói, ví dụ như tính cách anh thích một người là, bây giờ bề ngoài thì anh nhìn như vậy là chấm rồi, anh chấm. Ví dụ như anh thích một người phải biết nội trợ phải. Không, nội trợ thì anh biết nấu, mà em nhà hàng thì chắc em biết nấu. Em nhà hàng nhau toàn bếp nấu cho em ăn luôn. Nhưng mà anh nấu cái gì anh nấu được. Quá ngon mà. À, ăn ngon. Đồ ăn này là ngon lắm, nhà hàng này là ngon lắm. Em ăn ở đây là em ghiền luôn đó. Thế nãy giờ mình có tâm sự được nhiều hơn chưa? Thí dụ bây giờ mà hẹn hò nhau thì anh chị sẽ hẹn hò cái thời gian như thế nào? Cho bên nữ thôi. Bên nữ là sao? Thế giờ cổ làm việc vậy đó. Thì đó, bên nữ cho bên này thì lúc nào rồi. Bất kể cái làm việc mà nói bận công việc nghỉ cũng được. Dạ, thì có thể hẹn buổi trưa từ 3 giờ, 5 giờ em có thể rảnh. Trưa uống cà phê, được không anh? Thì em 11 cho đến rồi anh tới, anh cũng tới. Buổi sáng từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ trưa em còn rảnh mà. À, có nghĩa là sáng dậy ăn sáng uống cà phê. Xong rồi công việc ai ấy làm trưa trưa rảnh thì mình hẹn ăn cơm trưa, cà phê. Thì chúng là anh hẹn lúc nào anh cũng có mặt. 12 giờ đêm em đói bụng quá em muốn ăn khuya. 12 giờ 1 giờ đêm tức là em gọi anh lên anh. Ta mở hết rồi còn gì nữa đúng không nè? Anh nhìn mong người con gái sống như dạng gì. Anh ghét nhất những người nào mà bảo thủ. Bảo thủ là sao anh? Bảo thủ tức là mình không chịu nhận sai của mình là bảo thủ. Mình sai mà cứ cố cãi là bảo thủ. Tại vì em thấy cái đúng cái sai là do mỗi người nhìn nhận cái vấn đề theo ý của mỗi người. Cho nên là có thể cái bảo thủ hoặc là cái lập trường, hai cái đó nó gần giống nhau, đúng không? Không, lập trường vì anh không đảm bảo, anh nhiều khi anh không đảm bảo mà anh vẫn cứ cố cãi là anh bảo thủ. Tức là mình sai cái gì mình phải nhận, tức là anh sai cái gì em phải nói thẳng, anh thích. Chứ em cứ im lặng anh không thích.
nói thẳng để anh sửa đổi. Điều này nó đúng mà nó cũng không đúng. Giờ thời buổi nó mệt mỏi, áp lực công việc. Mà nếu bây giờ mình cứ im thì đối phương cũng chẳng biết đâu mà lần. Đôi lúc cũng phải có những cái góp ý thẳng thắn để mới người ta, nếu mà mình góp ý mà người ta không sửa thì cái đó là người ta không có sự chân thành. Nếu mình im mình không nói mà mình muốn người ta hiểu mình thì cũng khó. Thì đó phải nói đó, đó là phải nói. Nhưng ngược lại, phụ nữ nó cũng có những cái rất là khó nói, rất là tế nhị. Thì mình cũng phải là nhạy cảm. Nếu mình yêu thương nhau thì mình cũng phải nhạy một chút. Đủ tinh tế. Đủ tinh tế để mình hiểu. Ví dụ như mình thấy vì hiểu nhau, mà thông cảm với nhau. Nhiều khi đừng chấp vặt. Mình thấy chấp là hay đi đổ vỡ. Em thì sống ở Đà Lạt cũng khá lâu, cho nên là cái bản chất của em nó hơi trầm một xíu. Có nghĩa là em không được sôi nổi như người Sài Gòn. Thì anh cũng trầm tính mà. Bình thường ở nhà không nói gì đâu, im lặng, chả bao giờ nói câu. Ai hỏi thì nói. Chứ mình đi ra mình cần nói là mình phải nói, còn nếu mình cần thì thôi. Em còn mẹ già, một con nhỏ, không biết anh có đủ rộng lượng để mà cùng em không, cùng ai em lo cho mẹ, hai người. Ai có mẹ già cả, tức là ai có mình thì phải có mẹ già, đúng không? Nha, tại vì nhà em là neo người, không có người, cho nên là em phải tìm một người là phải đủ thông cảm, đủ tình yêu thương. Em không muốn làm mẹ em là gánh nặng của người khác, nhưng mà với em thì đó là một trách nhiệm không bao giờ bỏ được. Với em còn một con gái, em phải ở chung. Tất nhiên là cái điều đó là chắc chắn rồi đấy, phải như chả lẽ bỏ con được. Anh hiền lắm, anh nói thật. Mình thương thì nó đúng thương, rồi. Thương lại mình thôi. Với lại bây giờ thì mình là khi đã chấp nhận lấy thì mình phải chấp nhận những cái khó khăn của người ta. Dạ. Con bây giờ là cũng là đại học rồi. Cái đó chị thấy không có khó gì trơn á. Em quá lo xa rồi đó. Nhiều khi mình lo xa mình là làm mất cơ hội của mình. Cái đó là điều hiển nhiên. Anh đến với tôi, anh phải chấp nhận hoàn cảnh của tôi như vậy. Nói chung là dù em có anh có bấm nút hay là không bấm nút, tại sau này em vẫn chúc anh là không bấm nút. Phần nội dung anh em không bấm nút, anh vẫn cứ bấm. Tìm vợ là mình phải bấm nút, còn người ta bấm hay không là quyền người ta. Đúng rồi anh. Đấy, anh vẫn cứ bấm bình thường. Yeah. Buồn thì tất nhiên phải buồn, tại vì mình nói không buồn nên là mình nói dối với lòng mình. Đúng. Rồi mời anh chị đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại ạ. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý thì chúng ta có quyền lấy tay ra. Dạ, mời anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Em vẫn cương quyết không bấm. Lý do gì ạ? Vì sao ạ? Không, mình cứ thiệt. Lâu quá rồi em không còn tin vào tình cảm nhiều ấy. Nên là em sợ mình phải có trách nhiệm với cái điều bây giờ mình phải làm ấy. Em xin lỗi, không phải đó là em, tùy không, em thôi. Em không chê anh một cái gì hết, bởi vì em với em anh rất là, trong em anh hình thức hay là cách nói chuyện rất là ngay thẳng và rất là dễ thương. Nhưng mà em chắc có lẽ từ phía bản thân em á chưa có tìm được cảm xúc của mình. Đúng rồi, Tường rất là buồn vì không có mai mối được cho hai anh chị, nhưng mà cái cảm xúc thì khó nói lắm á, tại vì nó không chạm được nhau thì Tường cũng chịu thôi. Tường thay mặt chương trình gửi đến cho mình một cái phần quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đừng có nghĩ nhiều quá, phải mở rộng lòng mình ra. Đôi lúc mới ở cái nhìn đầu tiên thì không có rung động được đâu. Tuổi mình bây giờ khó lắm, cũng phải cho mình cơ hội thử. Đâu em sợ em cho người đó cơ hội hay là em lại làm cho người đó bị tổn thương. Mình cho mình cơ hội trước rồi đã, còn cái chuyện tổn thương tính sao. Mình cứ chưa yêu mình cứ sợ rủi nhưng không được rồi người ta tổn thương. Nhưng bây giờ mình không được yêu là mình là đã thiệt thòi rồi. Em hôn chị Cát Tường một cái đi đó. Em rất là thích chị Cát Tường. Rồi, cảm ơn em. Thật ra là hai đứa tôi bằng tuổi nha, tại tôi quen rồi đó. Thôi kệ, cố gắng lên, phải mở lòng mình ra ha. Sớm có tin vui nha. Rồi em cũng chúc anh là sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Thôi thì bây giờ dục tốc bất đạt, chậm mà nhiều khi nó chắc, chứ vội vàng mà không được thì cũng không phải. Nha anh nha. Cảm ơn anh chị đã đến với chương trình. Buồn quá quý vị ơi, hôm nay mai mối không có thành rồi, mặc dù đã cố gắng hết sức quý vị ạ. Mọi người cũng thấy là Tường nỗ lực lắm đúng không? Nhưng mà cảm xúc là một cái điều không thể tránh khỏi trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả thân mến đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Quyết thắng chứ chị hả? Quyết thắng ngày hôm nay sẽ thành công. Yeah. Mời đàn trai bước ra sân khấu. Xin chào. Rồi, mời hai bạn trai ngồi đúng cái ghế của mình nha. Ổn chứ chị? Ổn rồi. Hai cô gái xinh đẹp của tôi, xin mời. Đi chứ bạn ơi. Trời ơi. Hai bạn trai và hai bạn gái thì đã có mặt tại cái ghế đúng màu của mình rồi. Người thân của hai bên thì không có mặt tại phim trường, chỉ có hai cái màn hình thật là lớn. Người thân của coi như là gia đình hai bên, họ nhà trai, họ nhà gái sẽ ngồi ở nhà của mình và vẫn theo dõi được chương trình. Một tràng pháo tay cho tất cả. Trời, hai cô gái xinh đẹp quá. Đạt, thấy không Đạt? Dạ, hai cô gái ai... Bữa nay đàn trai không có người thân rồi. Chị đại diện cho đàn trai luôn hả? Hôm nay chị sẽ đứng về đội của em. Chị coi như làm người thân của em để chị tư vấn giúp cho em được không? Dạ rồi, em rồi, cảm ơn chị. Tin tưởng chị Tường không? Dạ, em tin tưởng. Tin tưởng, yeah. Rồi bây giờ chị hỏi em luôn, giới thiệu tên tuổi của mình đi cưng. Chàng trai đó ngồi ghế màu gì? Đang ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Em là Huy, em sinh năm 93. Hiện tại em đang sống tại quận Tân Phú. Quê bố em thì ở Hà Nội, mẹ em thì quê ở Hà Tĩnh. Mẹ em thì sinh ra và lớn lên tại Hồ Chí Minh. À, rồi. Hiện tại mình đang làm công việc gì Huy? Dạ, hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh. Thì em đang dạy ở chơi các trung tâm thôi. Ừ. Đây cô gái ngồi chiếc ghế màu đỏ, nãy giờ ngồi rất gồng, tự giới thiệu về mình đi. Em tên là Tú Uyên, em hiện đây sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện em ở quận Nhất, làm ở quận 8, làm marketing cho một công ty logistics về nhập rượu. Thêm là có làm thời trang thiết kế của nhãn hàng riêng của em. Nhãn hàng riêng của em, nhãn hàng riêng của em là gì? Nhãn hàng riêng của em là Minor. Hả? Minor. Minor là gì? Minor từ trước thì tên full nó là Minor Kleiner, tiếng Đức có nghĩa là cô gái đáng yêu của tôi ơi. Kiểu gọi cái cách gọi thân yêu của người Đức á. Dịch á thì giao dịch thì em đã chuyển về làm online luôn. Và chỉ nhận order thôi, order may đo thường là sơ mi quần tây với lại blazer cho cả nam lẫn nữ. Sản phẩm may mặc nhãn hàng của em luôn. Dạ đúng rồi. Tú Nguyên nha Tường ơi. Rồi, tiếp tục chúng tôi sẽ đến với chàng trai ở ngồi ghế màu xanh. Các bạn lắng nghe nhé, em tên gì? Cầu Tiến có phải là đức tính bẩm sinh? Tôi nghĩ là không. Tôi đã dành hơn 5 năm để từ một sinh viên nghèo trở thành giám đốc. Tôi là Minh, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, 29 tuổi. Rất vui được chào mọi người, hai MC và hai bạn gái bên kia. Ghê. Đầy đủ họ tên? Đoàn Phan Quang. Đoàn Phan Quang Minh sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 92 chị ạ. Trời ơi, giới thiệu quá ấn tượng. Và giám đốc công ty gì? Công ty của em chuyên về may mặc đồ thể thao. Công ty may mặc. Ủa sao tự nhiên bên kia hình như tôi mới nghe cái gì thể thao phải không Đạt? Dạ, bên đây là may mặc quần tây, áo sơ mi. Bên đây cũng có một người may mặc luôn. Mà giám đốc công ty mình cũng được bao nhiêu thành viên? Hơn 20 mấy người. Wow, quá dữ dằn. Ủa xin lỗi, rồi trong mùa dịch vừa qua rồi sao? Dạ phải đóng cửa lockdown, phải hạn chế. Bây giờ đã hoạt động lại chưa em? Dạ, chuẩn bị hoạt động lại. Đang bị sóng gió. Sóng gió ha. Nhưng mà mình vẫn ngồi đây, thuyền vẫn chắc. Rồi, chúc em sẽ phát triển nhiều hơn nữa trong cái công việc của mình để bù lại những cái thời gian vừa qua nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Rồi, hai chàng trai tôi ngon lành, một người thầy giáo anh văn, một người là giám đốc công ty may mặc. Còn em cô gái? Dạ, em là Phạm Ngọc Thủy, quê ở Thanh Hóa. Còn hiện tại là em đang sinh sống tại Sài Gòn, ở Tân Phú luôn ạ. Em đang mở tiệm nail, 4 tháng nay thì em cũng nghỉ dịch. Em có làm nail online không? Dạ không, em không có online. Em có buôn bán online. Ác ghê vậy đó, quỷ đạt ác ghê vậy đó. Nail mà làm online làm sao Đạt? Ôi, nói chuyện thật thà dễ thương quá trời luôn. Dạ, ơi. Em hơi rung rồi. Quá, anh ơi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Joy 2 trong 1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Nay đã có nước giặt xả Joy 2 trong 1 mới. Nhưng mà Đạt ơi, hôm nay trước tiên đến cái phần giới thiệu của 4 người tham gia chương trình thì nó có một cái sự gọi là trùng hợp, nó hơi chéo chéo. Chàng trai ở ngồi ghế đỏ đó, bạn Huy đó, thì là ở Tân Phú. Thủy ngồi ghế xanh cũng ở Tân Phú. Mà cái cô gái ngồi ghế đỏ đó thì lại hợp với cái chàng trai ngồi ghế xanh bên tôi là cùng may mặc. Nhưng mà kính thưa quý vị, cái sự ghép đôi này chẳng qua là chúng tôi ghép đôi với những cái thông tin mà các bạn ấy đăng ký tham gia chương trình thôi. Nó là tạm ghép đôi như vậy nha các em nha. Nhưng mỗi người đến tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc thì cơ hội sẽ được nhân đôi. Bây giờ thì để đi tìm hiểu rõ hơn một chút thì vẫn ưu tiên mời Huy ở chiếc ghế màu đỏ. Huy giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em luôn đúng, phụ nữ luôn sai. Em luôn đúng, phụ nữ luôn sai. Cái gì kỳ vậy? Gì mà điểm mạnh gì vô tôi muốn bật ví dụ như là em luôn đúng giờ này. Em chỉ được phép đúng khi mà phụ nữ kêu em đúng.
Còn phụ nữ sai thì có thể sai em giặt đồ, nấu ăn. Dễ lâu nhà. Dạ. Thầy giáo rất duyên dáng. Điểm yếu thì em có buôn bán thêm online với lại dạy học nữa. Thì buôn bán về mặt hàng điện thoại, iPhone, iPad, MacBook á. Nói chung cũng nhiều việc cho nên là cũng nhiều khi trí nhớ nó hơi quên xíu. Thầy giáo mà còn bán hàng online nữa nha. Thầy giáo không phải dạy vừa đâu nha. Khách hàng chắc học trò mình không hả em? À đúng rồi anh. Mình có tập 6 gì không Huy? Rút ra vậy. Hơi lười. Có thể là em biết nấu ăn nhưng mà ví dụ như ở nhà mẹ em nấu em không nấu kiểu vậy. Em chỉ biết ăn thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Không sao, thanh niên còn ở với mẹ được mẹ cưng chiều là chuyện bình thường. Thanh niên là có quyền lười, không có gì hết. Ha, Tú Quyên hả? Em thấy dạ, sao? Đúng rồi. Dạ không được. Điểm mạnh, điểm yếu của em nè. Điểm mạnh của em, mình nói điểm mạnh trước. Đúng hay rồi. Mình nói điểm yếu trước đi. Tùy em thôi. Mình nói điểm yếu trước đi. Thật ra thì em điểm yếu thì thường là em kiểu em cũng không biết nữa. Là cái em không biết. Đó em như thấy cái đó là điểm yếu em luôn rồi. Đúng đó. Rồi, tại vì em có cái là em hay quên á. À, điểm yếu là hay quên. Dạ đúng rồi. Ví dụ như quên gì nè. Hồi nãy mình nói gì ta? Ôi trời ơi, cô gái là dí dỏm rồi đó là tường. Bên chị có thầy giáo trị ca này, yên tâm. Mới vừa nói gì quên luôn, thật là hay quên. Em ví dụ, em rất là khó tính. Thường thì con gái thì hơi khó tính là được rồi. Nhưng mà cơ bản riêng em thì em rất là khó. Khó tính là thí dụ em khó về vấn đề gì? Em khó về thứ nhất là cách cư xử á. Dù con trai hay con gái, nếu mà cư xử mà nó không có đúng mực cho lắm thì em cảm thấy rất là khó chịu. Và em tính của em là bị thẳng thắn quá, tức là em không thích là em có thể là bye, em đi về luôn, hoặc là em có thể là không choi cái party đó nữa. Còn điểm mạnh của em thì em hiền. Em hiền. Dạ đúng rồi. Em hiền. Dạ đúng rồi. Em hiền. Em hiền trong thâm tâm của em á, trái tim em nó hiền. Cho bồ câu ăn hay là nghe bộ dữ là không cho bồ câu ăn được hả? Đúng rồi, ăn cái gì đó hiền nó như làm cái thùy mị trong tâm chưa hiểu được cái thế nào. Em có thể mặc áo dài nấu ăn. Ủa gì vậy em? Ủa rồi là chị hiền, chị giữ là chị không mặc áo dài được hả em? Không, hả? Kêu là em phải sâu cái hiền á chị. Tức là bây giờ em ví dụ điển hình luôn, để em mặc áo dài cho nó hiền luôn. Có không? Chị thấy chị mặc áo dài chị vẫn giữ đó em. Cái đó không phải hiền nha, áo dài nấu ăn là hiền. Không, ý là em chỉ muốn ví dụ cho anh thấy rằng em có thể là hiền từ trong nội tâm là thể hiện là một cô gái Việt Nam mặc áo dài và thôi bây giờ cổ nói cổ hiền mình tin cổ hiền đi. Thì đúng rồi. Em cũng khó nữa rồi để cổ nói hiền lành đáng yêu dịu dàng trong sáng. Trời ơi, đáng yêu dịu dàng trong sáng, thầy giáo chết chưa? Chết thầy giáo rồi. Rồi. Bây giờ về nhà là mặc áo dài nấu ăn nè. Đó, dữ dằn luôn. Bên đây thầy giáo cười tủm tỉm luôn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Bây giờ chúng ta sẽ bắt qua tới chàng trai bên này. Bạn Minh, giám đốc công ty may mặc nè, mời em điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm yếu của em là gọi là keo kiệt. Các khoản chi tiêu của em hệ phân thành tất cả các hạng mục thì em sẽ không vượt được, ví dụ như tiền cho gia đình hay là tiền cho chính mình hay là tiền cho bạn gái hay là tiền cho các mối quan hệ về ngoại giao hay là từ thiện thì em cũng sẽ phân thành các hạng mục đó. Cái đó đâu phải gọi là keo kiệt, cái đó là mình là người có kế hoạch chứ làm sao gọi là keo kiệt được. Tại vì trong cái kế hoạch của em mà còn có chi cho bạn gái, chi cho từ thiện thì không thể nào nói em là người keo kiệt. Keo kiệt là mà là người sống có kế hoạch. Ví dụ như là em sẽ cho bạn gái 20.000, làm từ thiện 10.000, sáng nay ăn 5.000 thì đó mới gọi là keo kiệt chứ. Dạ cũng phải đó đó. Trời ơi, cũng khoảng đó luôn hả? Dạ, có nghĩa là có hạn mức và không vượt quá được, nghĩa là em rất kỷ luật về phần đó. Có nghĩa là tất cả có kế hoạch hết mà dạ, rủi có phát sinh là không được. Dạ, có nghĩa là em sẽ rất bực bội về cái vấn đề mà phát sinh. Mới quen bạn gái đột xuất rồi sinh nhật rồi có chi để mà mua quà rồi tặng bạn gái, vậy là nó trong kế hoạch hay ngoài kế hoạch? Quan trọng thì mình phải ưu tiên. Là có bực bội không? Bạn gái hạnh phúc là mình vui. Vậy thì đâu có phải gọi là keo kiệt. Tốt, cái đó là điểm mạnh, phải điểm yếu em. Điểm mạnh. Còn gì nữa không? Cái điểm mạnh thực sự mà em cũng nghiên cứu, có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Cái gì? Mới nói gì vậy? Sao người ta đứng chỗ đó mà em bị mềm liền. Mời em giải thích. Dạ, có nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Có chỗ đứng, ví dụ như là qua cái dịch Covid thì mình nhìn thấy là cái cảnh mà người tha hương về quê. Rồi thì mình thấy voi thì coi lại mình. Có chỗ đứng ở đây nghĩa là mình phải có một cái nơi ăn chỗ ở và không ai đuổi được mình. Có nghĩa là ví dụ như là nhà ở hay là cái gì đó, mình khẳng định về cái đó là có chỗ đứng. Cứng chỗ đó là cái gì? Đó, còn cứng chỗ đó là nghĩa đen là chắc mọi người cũng biết rồi. Cơ bắp. Rồi còn nghĩa bóng là cái gì? Nghĩa bóng có nghĩa là người đàn ông phải có ý chí cứng cỏi, cứng rắn. Đó, chính xác. Nghĩa là nếu ở vị trí hiện tại là mình là
công ty đi, chủ công ty thì mình phải có một cái nghị lực. Vị trí gia đình thì mình phải là trụ cột của gia đình, mình phải cứng cỏi về ý chí và nghị lực. Đầu tiên trước là phải là sức khỏe, trước hai là những ngoại giao. Ngoại giao thì biết cứng rồi đó, sức khỏe từ từ biết. Ai biết biết sao mình biết được. Thì đó. Giám đốc đã lên tiếng. Ủa sao càng ngày càng đổ mồ hôi quá vậy? Tại nghe đâu đó. Bình thường thôi Thủy. Dạ. Không gì sợ, người ta có chỗ đứng người ta cứng chỗ đó luôn rồi. Bây giờ em sao nè? Mạnh yếu em sao nè? Yếu trước anh nhé. Yếu à, em yếu gì nè? Em thì ít nói, em cũng không có đi hay ra đường. Nói chung là em chỉ ở nhà không nên em hay run. Chủ tiệm nail mà run gì? Không, em run lắm anh ơi. Tại vì em chưa bao giờ mà em tiếp xúc nhiều người anh. Em mà hay quên nữa. Nhút nhát hả? Nhút nhát, dạ đúng rồi, nhút nhát lắm anh. Bây giờ mạnh dạn anh đi có gì đâu. Dạng không, mạnh em mạnh lắm đó. Rồi anh. Em cố gắng mạnh lắm nhưng mà em mạnh không được. Em cố gắng mạnh lắm nhưng mà em mạnh không được. Người ta có chỗ đứng cứng chỗ đó luôn rồi kìa. Bây giờ em nhắc nhút hoài cái đó hồi ta xỉu luôn. Thì bây đúng giờ rồi, em xỉu luôn đây luôn. Em gồng lắm luôn mấy anh. Gồng luôn rồi. Điểm mạnh nè. Điểm mạnh của em á là hả, cái gì cũng biết làm anh ơi. Những cái việc là làm nấu ăn nè, em cũng biết may. Nói chung cái gì em cũng biết á. Đánh võ. Võ em cũng biết đánh luôn anh. Đánh võ luôn. Dạ. Em giữ vậy ta. Đúng rồi, ngày xưa em đánh nhau ở trong lớp mà. Em đánh nhau ở trong lớp mà. Trời, năm đó năm lớp mấy? Lớp 5 anh ơi. Năm đó năm đánh nhau. Vậy mà em nhút nhát gì? Nhưng lúc đó em còn võ, còn bây giờ em lớn rồi. Em lớn ta rồi. Quá giờ nhát. Hồi đó đánh nhau đánh thắng hay thua em? Dạ chị ơi, em thắng chị, lúc nào em cũng thắng hết. Trời ơi trời. À. Em đánh trai luôn anh. Đánh trai luôn. Dạ đúng rồi. Sao đánh người ta vậy? Tại vì nó láo gì? Nó láo vụ gì? Thì nó chửi em anh. Chửi sao? Đi Tranh Châu á. Hồi đó em ở dưới quê hả? Dạ đúng rồi, em ở quê. Em ở quê em đi Tranh Châu. Đúng rồi. Xong rồi chọc em á nên em đánh thôi. Sao cái gì tay chân quíu quíu vậy? Sao? Cái gì sao rồi? Sao sợ luôn trời luôn á. Không có kỹ năng phòng vệ gì tốt. Có em, à? Nếu mà em á, em sợ không? Không sợ. Em cũng học võ rồi. Võ gì? Đó, taekwondo. Thiệt không? Dạ có. Đai gì? Chỉ có đai xanh thôi. Đai xanh thôi. Em có cái đột biến tâm lý gì không mà từ quất người ta hết mà bây giờ là run rẩy gì? Không, bây giờ là kiểu như em lên Sài Gòn á, kiểu như em chỉ anh với nhà không nên em run. Nhưng mà vợ tỷ ai ăn hiếp em nữa, em có quất nữa không? Không, em run lắm chị. Nhỏ ngầu nhiều là bây giờ yếu điệu thục nữ nhiều á. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình vô tình trường đi, ưu tiên phụ nữ trước đó. Em đã có bao nhiêu cuộc tình rồi? Em có một vài. Chữ vài là bao nhiêu nè? 1, 2, 3. 3 người. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất là mối tình thứ 3, là 3 năm trước. Còn mối tình đầu tiên là bao lâu? 3 tháng mà mắc cười nhất. Đó là em 21 tuổi đó là. Sao mắc cười? Để em kể chuyện cười tình yêu cho anh coi coi. Để em kể anh nghe. Đó lúc là sinh viên á, thì do năm hồi đó đi học cấp 3 là không bao giờ biết bạn trai là gì hết, toàn đi chơi game thôi. Thế xong rồi lên sinh viên thì thấy ai cũng có bồ, thấy theo các bồ có gì vui mà mọi người cứ cặp nhau. Em hồi xưa là game thủ. Dạ đúng rồi, audition. Audition, ai cũng có bồ hết chứ mình không có. Cái sao nè? Thấy lạ, anh thấy tò mò. Cái xong rồi em cũng cặp bồ với một bạn trong lớp, quen được thời gian á, 1 tháng 2 tháng gì đó, cái bạn đó nhắn tin với một bạn lớp cái bên nữa. À. Cái xong rồi cái em thôi chia tay. Bây giờ mối tình thứ hai nó nhanh không? Mối tình thứ hai thì một năm luôn. Hình như em bị gì anh, kiểu như em cứ bị một cái lời đó, kiểu như là em cứ quen bạn trai, các bạn trai cứ thắp ép khen trên đầu em vậy. Chấm một cái thắp ép khen trên đầu em. Đúng rồi. Thì có bạn kia thì nhắn tin bạn, rồi bạn thứ hai thì cũng thì nhắn tin nhiều người hơn. Nhắn tin nhiều người hơn là đốt có một cái tháp luôn. Đúng rồi, có một cái tháp luôn, cái tháp ép khen xong rồi cái em chia tay xong bạn thứ ba. Sâu đậm nhất nè. Một cái lạnh mắt. Một cái gì? Cái làn mắt 81. Một cái bự hơn nữa. Đúng rồi. Mà sâu đậm nhất. Đúng rồi, sâu đậm nhất mà nguyên một cái làn mắt 81 luôn. Kéo dài bao nhiêu lâu? 2 năm. Là nói chung là 3 cuộc tình vì bị cấm sừng hết. À đó, nó là vậy. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu lâu rồi chưa có bồ tiếp? Chắc cũng gần 3 năm rồi. Hy vọng lần này thành công rực rỡ nha. Không nha. Ha, mời thầy giáo. Nãy giờ cảm xúc gì khoanh tay rồi. Trời ơi, thầy tôi nghe kể chuyện rồi có đem sừng theo không? Dạ. Phụ nữ không có thích bị cấm sừng nha. Dạ dạ. Mà em sao? Có cái gì ghê gớm trong cái tình trường không? Xưa giờ thì em quen 2 người. Thì một người đầu là năm nhất đại học thì em quen được 2 tháng. Lúc đó mới lớn thì vui cho biết thôi. Có bồ cho biết luôn hả? Dạ dạ. Còn người thứ hai là em mới chia tay năm ngoái. Mối tình nó kéo dài bao lâu? Một năm. Tuổi đó là cũng tuổi kết cặp kê, kết hôn được rồi, lý do gì chia tay? Em cũng đề nghị năm nay cưới. Nhưng mà bên bạn nữ kêu là chưa sẵn sàng. Em nghĩ là nếu mà chưa sẵn sàng thì không nên tiếp tục. Cái quan điểm của em nó khác mọi người là không muốn kéo dài quá lâu. Kiểu 5, 6, 7, 8, 9 năm gì đó em cảm thấy nó hơi không bị em chỉ thích quen khoảng 2-3 năm là cưới là vừa. À, cổ bao nhiêu tuổi? Cổ nhỏ hơn em mấy tuổi? Bằng tuổi em. Bằng tuổi là cái tới cái tuổi là lấy chồng rồi mà có người cầu hôn là vui chứ.
Nói chung là cô đó đang trên đà phát triển sự nghiệp chị. Cho nên là có nguyên nhân. Cuối cùng là chọn sự nghiệp. Em tôn trọng quyết định rồi em ra đi thôi. Lần này mà quen nữa là bao lâu nữa để kết hôn là phù hợp với em? Em muốn cưới trước 30. Nhưng mà thì cũng phải tôn trọng quyết định của phụ nữ nữa. Một năm mấy nay là cũng chưa có cái gì hết đúng không? Từ đầu năm tới giờ. Cũng dịch giả quá, đúng không có đi ra ngoài ha. Tập trung dạy học với buôn bán. Chị biết là Covid á, người nhà em cũng có mất. Một số cái khác nó liên quan nữa nên là cũng phải chi nhiều lắm. Thôi chị chia buồn với em quá. Nhưng mà chị em mình còn ngồi đây được là hạnh phúc rồi. Dạ, đúng rồi. Ha, thôi cố gắng nha. Thủy còn rung không? Em hả, lúc nào nãy giờ rung. Khi nào em bình tĩnh lại, chuyện tình yêu của em như thế nào? Chuyện tình yêu của em là hai hoặc ba người gì đó. Hai ba người gì đó. Dạ đúng rồi. Chính xác là con số bao nhiêu? Ba. Ba. Mối tình đầu của em thì là năm em 19 tuổi anh. 19 tuổi. Dạ, quen nhau được 3 năm. Thì em đi bói, bà bói nói bồ em. Đi coi bói sao nè? Dạ, bạn em nó rủ em đi coi bói nhưng mà đây là em không có bói. Mà lúc đó thì bà bói mới nói là có coi luôn cho bé này không? Em nói là không, bà nói coi đi. Thì em nói thì cô tự nhiên coi đi theo chơi thôi mà riêng bà nhìn thấy cái bắt dông luôn hả? Dạ, xong rồi bà nói là hả, bồ em đang ngoại tình nhưng mà em không có tin. Bồ em lúc đó đang đi công tác, em mới gọi điện cho bồ em nhưng mà gọi không có được, toàn thuê bao không mà bình thường bồ em đi công tác á, em gọi được, xong rồi em mới hơi nghi, xong á thì em về thì em chặn đầu em nói thôi, rồi bồ em kiểu như khai ra hết anh. Là lúc đó là không có đi công tác mà là đi du lịch với gái. Trời ơi, xong phim luôn. Sao bữa nay tình trường của mấy cô gái tôi éo le dữ vậy trời. Bồ em lại đòi là đòi cưới hai vợ hả? Bồ em lại đòi là đòi cưới hai vợ hả? Trời ơi, nói thẳng nghe em vậy luôn hả? Dạ vâng, người kia thì đồng ý rồi, chỉ có em đồng ý hay không. Rồi đó thì em cũng đồng ý. Hả? Em cũng đồng ý. Hả? Đồng ý hay không đồng ý? Dạ em đồng ý. Em đồng ý. Em đồng ý nhưng mà em biết bố mẹ anh không cho. Trời đất ơi, cái thời buổi này thời buổi nào rồi em? Trời em nghĩ cái thời xưa hay sao mà là đàn ông lấy hai vợ mà đồng ý tuổi. Lúc đó 19 tuổi vậy. 19 thì 19 chứ. Kiểu như bồ em á đi chơi với em thì kể anh bé kia. Trời đất. Em tức quá nên em chia tay luôn. Đúng rồi em, bỏ đi em. Có tiếc nuối gì không? Dạ, lúc đầu thì em cũng hơi tiếc nuối. Nuối gì? Bồ của em á, là ngày nào cũng ở bên em mà em không biết thời gian nào để dành cho gái, em không biết luôn. Hay lắm em ơi, đàn ông người ta hay lắm, chỉ cần chích mắt me hở một chút xíu thôi là đã hốt cô khác được rồi. Không, tùy người chị. Tùy cái gì, em cũng vậy thôi. Không có chị ơi, em rất là nghiêm túc. Bồ em nghiêm túc lắm anh ơi, không có giống anh đâu. Bồ em nghiêm túc lắm anh ơi, không có giống anh đâu. Xong mối tình thứ hai thì em quen được mấy tháng á. Nói chung là quen rồi, em không biết quen hay không, em cũng có thích. Nhưng mà kiểu như hai đứa quen nhau một thời gian, hai đứa tự im lặng nên em cũng biết, không biết có phải là quen hay không nữa. Mối tình thứ ba cách đây cũng được 2 năm. Thì quen nhau xong rồi phát hiện người đó có vợ. Trời ơi, trời ơi. Xong thì tụi em thôi. Bạn chắc đi làm mai nhưng mà quen xong rồi được mấy tháng thì phát hiện có vợ nên em cũng tự động rút lui. Anh em đâu? Trẻ. Anh có vợ chưa? Chưa. Lên đây gặp chị Tường là phải có giấy xác nhận độc thân. Phải có giấy xác nhận đàng hoàng nha, chứ để tôi mang tiếng nữa. Cô gái đẹp bên kia, ba mối tình mà đều bị gọi là đàn ông lừa gạt hết trơn, phụ bạc hết trơn đó, em thấy sao? Đời đắng cay quá vậy. Đời đắng cay quá hả? Em mấy mối tình rồi? Tình trường thì em có 3 mối tình. Mối tình thứ nhất, xuất ngủ về thì em đi làm nhân viên kinh doanh chung với bạn ấy trong công ty. Sau đó thì mình cũng quen, tại vì trong một cái tâm là muốn kinh doanh. Đó là chung một cái y danh đó nên dễ nói chuyện và dễ trao đổi. Nhưng mà qua một thời gian dài thì mình cảm thấy có những cái điều khác biệt với nhau. Nhưng mà kiểu như hai người cùng muốn làm kinh doanh, cùng muốn ra ngoài á, cùng muốn thể hiện mình. Như cái nồi với cái vung đi. Cái hai người cứ muốn là cái vung, là hai người vỗ nhau chỉ nó toàn nha thôi. Cũng giống trường hợp tương tự như thầy bên đây vậy đó. Rồi cái mối tình gần đây nhất thì như thế nào? Mối tình gần đây nhất thì cách đây khoảng 6 tháng là mình chia tay. Quen biết qua bạn bè kinh doanh. Bạn ấy lớn tuổi hơn mình, cho nên lớn hơn mấy tuổi? Hình như 3 tuổi. Cái đó cũng là một lý do, với lại là mình nói chuyện nó không hợp nữa. Chứ ngay từ đầu mới quen là biết người ta lớn tuổi hơn không? Dạ chưa biết. Về sau nói chuyện dài lâu hơn mới biết. Rồi bây giờ quay trở lại với thầy giáo. Em muốn tìm một cái người vợ, người bạn gái của mình là một cái người như thế nào? Thân hình ưa nhìn, với lại suy nghĩ có cái nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ, hòa đồng, với lại nhà gần trong thành phố. Đó, cổ tâm phú đó. Trời ơi, thầy giáo xong rồi. Bây giờ giám đốc. Giám đốc người lý tưởng của em như thế nào? Thân hình chứ hả? Thân hình. Dạ. Thì em nhớ ông bà dạy có một câu: thắt đáy lưng ông, một dạ yêu chồng, nhất mực thương con, béo chục béo tròn, ăn dụng như chớp, đánh con suốt ngày. Ủa là gì, ý nghĩa gì vậy?
Là em sẽ thích cái mẫu hình thắt đáy lưng ông. Ví dụ như chị vậy là thắt đáy lưng ông không? Dạ đúng rồi. Ủa vậy luôn hả? Dạ, ý là nó phải có 3 vòng dễ thấy. 3 vòng đầy đủ phải không? Đúng rồi, 3 vòng đầy đủ. Là, có nghĩa là thích cái người có chuẩn 3 vòng. Dạ, người yêu về sức khỏe của mình. Tại em cũng chuyên về may đồ thể thao á, cho nên em cũng tập luyện thể thao cho bản thân mình. Có nghĩa là mập mập là em không thích. Dạ đúng. Còn về tính cách là thích người phụ nữ sạch, không dơ. Giờ ở đây là còn có nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Nữa. Nghĩa đen ở đây là sạch sẽ về cơ thể. Rồi. Nghĩa bóng ở đây là từ anh bạn của em trải nghiệm. Có nghĩa là về cái tâm trí của mình, bi quan và tiêu cực. Mình nghĩ là tôi tệ quá, hay tôi ốm quá, hay tôi mập quá, hay tôi gầy quá. Hạn như những cái tiêu cực đó làm cho mình mệt mỏi và em cảm thấy sợ những người đó. Cô gái, đáy thắt lưng ông nha. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào nè? Từ trước giờ em không có đặt ra mẫu hình lý tưởng, như là khi mà gặp thấy nói chuyện hợp, tính cách hợp rồi kiểu như là chịu được em là được thôi à. Em thích con trai khuôn mặt nhìn sáng, thông minh, cao ráo, người chắc sporty, thích chơi thể thao, nam tính. Nói chung là tính cách cũng phải nam tính. Thầy giáo nói thầy giáo hơi nhão quá, chắc ao quá. Còn Thủy? Em thì thích con trai ít nói, không cho mình là nhất. Không thích con trai tự cao tự đại, cũng không thích con trai nói nhiều. Em nhìn vào em thích thì em thấy thích thôi. Em thích là em thích, mà em không thích thì em sẽ nói em không thích. Cái cảm xúc đầu dạ, tiên đúng không em? Và em thích thì em có thể em tỏ tình trước cũng được. Wow. Đó chị. Em tỏ tình trước luôn, dạ, em thẳng thắn vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, không cần phải trai nhiều tiền. Tại vì em cũng làm ra tiền của ai người xài. Cái cô này tôi thích nè, cái nết cô vẫn như cái nết thời Trăn Châu á. Mà đặc biệt em cũng không cần tỏ tình nhiều, anh trai em thích á, chỉ cần em địa mấy cái địa là thích em à. Trời ơi. Cái này là không phải là em tự tin, nhưng mà tại vì đi lên sân khấu thì em hơi rung, chứ ở ngoài á thì em địa ai là em phải. Hồi nãy chị nhận xét em đúng không? Em phải cua cho bằng được á chị. Đúng rồi, cái nết đó, cái nết chị Tường đó. Đúng tôi là tôi chịu mấy người hôm nay lắm luôn á nha. Hello, chào hai em gái xinh đẹp trên màn hình. Chào người thân của hai bạn nữ. Nãy giờ tụi em nghe rõ hết không? Dạ, nghe. Cho chị hỏi ai là người nhà của Quyên? Dạ em ạ. Rồi, em tên gì? Dạ em tên Xuân. Hồi nãy giờ Xuân nghe hết về những cái chia sẻ ha, đặc biệt là của hai chàng trai hôm nay ha. Các em có ý kiến gì không? Với em thì Uyên là một người rất là cá tính, rất là yêu thích làm đẹp. Em mong là Uyên trong chương trình này sẽ kiếm được một người hợp với mình ha, và chúc cho chương trình sẽ diễn ra thành công. Không, rồi. Mà theo em thì ai hợp với lại Quyên hơn? Theo như cá nhân em thì em nghĩ là anh Minh sẽ hợp. À, anh Minh ở ghế màu xanh sẽ hợp với Quyên ở chiếc ghế màu đỏ. Hợp là hợp chỗ nào cưng? Quyên thì có vẻ đầm hơn, còn Minh thì có vẻ sôi nổi hơn, sẽ hợp với Uyên hơn. Cảm ơn em nha. Cho chị Tường hỏi người nhà của Thủy nè. Em tên là gì em gái? Dạ em tên Hảo à. Em là bạn thân của Thủy. Em nghe những chia sẻ của tất cả các bạn ở đây thì em có suy nghĩ như thế nào? Dạ em cũng mong là hai bạn nữ sẽ tìm được cho mình nửa kia. Tư vấn cho bạn mình, thí dụ lựa chọn một anh thì chọn anh nào? Anh thấy Thủy thích hợp với ai? Em thấy Thủy hợp với anh thầy giáo hơn, còn thời quyền quyết định vẫn là ở Thủy. Anh ghế xanh á thì em thấy anh hơi chụp chạc. Tại em chơi với Thủy lâu rồi nên em biết tính cách của Thủy. Thủy thì hiền, tốt bụng, cái gì Thủy nó cũng làm được hết, giỏi lắm, có hiếu gia đình nữa, hiền lắm. Cho nên em nghĩ hiền là hợp với thầy giáo đúng không? Dạ em. Dạ. Chị cảm ơn em gái nha. Giờ hai chị em mình còn chần chờ gì nữa chị? Chần chờ gì nữa thì cho người ta gặp nhau đi chứ chần chờ gì nữa. Rồi. Mở cửa trái tim. À, đĩa đi. Xin phép. Đó, trời ơi, nhánh làm gì chần chờ gì hai tụi mình ha. Tôi né qua cho những người đàn ông thể hiện liền chứ. Xin phép thằng bạn ha. Cái món quà này trước khi tặng thì mình cũng muốn cảm ơn bạn nam này. Thì hồi nãy chúng mình mới gặp nhau, mình chưa chuẩn bị quà thì mình cũng xin phép là hỏi bạn nam để nhường lại cho mình một món. Thì rất là cảm ơn bạn nam đã nhường cho mình món quà này. Ủa gì vậy? Mình cũng kết nghĩa anh em, dù kết quả như thế nào thì vẫn là anh em. Ủa gì vậy? Okay. Gì vậy? Không có đâu, hôm nay mình là địch chứ phải là bạn đâu. Đừng có làm như vậy. Đây là món quà của Quyên gửi cho thầy giáo. Áo của em làm. Áo em làm luôn. Wow, kiểu đẹp quá. Cảm ơn bạn ạ. Mời hai bạn nữ khui quà. Này chắc vậy chia đôi ạ. Trời, hai đứa này sao kỳ vậy ta? Sao hai bạn trai này lên để bắt tay nhau rồi áo chia đôi nữa, tôi nghi ngờ lắm mà. Nó hơi hồng á.
Ủa cái gì đó? Ủa? Đúng. Đây cũng vậy luôn hả? Đúng rồi chị. Sao tự nhiên đồ tặng luôn chị? Tặng đồ đô cho hai bạn nữ vậy? Cái này là đồ đầu tiên em xách xong rồi mang tặng hai bạn. Ý muốn là muốn tập thể dục thể thao cho khỏe. Xong rồi ngoại giao các bạn này thì em biết được tại chợ. Có nghĩa là em luôn hả? CEO tại chợ. Là điều của em. Cái này là size gì đây? Dạ size M. Hai cái size M luôn. Dạ dạ. Nhưng mà nó có co giãn phù hợp không sao hết. Bộ đồ. Tại sao không tặng size S, không tặng size L mà tặng size M? Cái đó phù hợp với nhiều người á. Từ từ mình đổi sau được á, bao đổi trả. Em mặc size gì? Em mặc size M luôn á chị. Em mặc size gì? Em mặc size S. Không sao, size S là tại em chưa có bạn trai. Em có bạn trai em lên size M. Cảm ơn món quà của các bạn. Rồi bây giờ hai chàng trai nắm tay nhau về đi cưng. Nãy giờ sao em có địa được ai chưa? Em thích bộ này do em cũng hay mặc đồ như vậy luôn á. Thích bộ đồ thôi phải không? Đúng rồi, em thích bộ đồ. Địa hai kia chưa? Anh bán đồ ở quên, anh may đồ phải không? Thì bữa nào anh tài trợ cho em mấy bộ nha. Yên tâm. Em có vẻ thực dụng quá, ta đang mai mối và em thực dụng quá. Không, nhiều khi đó là chiêu địa của ta. Đúng đó. Rồi, chiêu. Bây giờ vậy nè, hai thanh niên mình chủ động đi, bốn bạn trao đổi với nhau để mình tìm hiểu thêm, coi mình còn có cái gì nữa. Ưu tiên thầy giáo đi. Theo quan điểm của hai bạn thì mẫu hai em bạn bè hai, gì đây? Hai em thì mẫu bạn trai lý tưởng nếu mà không phù hợp mà được 100% với hai bạn thì phù hợp khoảng 6 hay 7 phần thì hai em có chấp nhận không? Muốn em nào trả lời theo trước? Hai em luôn chị. Nói trước đi chị. Chị nói trước. Đó, nhường nhịn nhau rồi. Rồi Quyên nói trước. Hôn nhân là nó là một con đường để đi dài, chứ không phải là nó tạm, mà mình phải nói là tạm chấp nhận ra được. Riêng em là phải hoàn toàn đó, nên là đối với em thì không thể nào mà 50-60 gì cả. Tại vì nó đi rất là sâu, rất là dài với nhau. Em không thích một cái hôn nhân nó giữa chừng, tại vì hôn nhân nó còn gắn liền với trách nhiệm và con cái nữa. Nên em muốn là ít nhất phải là 80-90% hòa hợp nhau. Còn em thì dễ tính hơn. Em thì ở lưng chừng cũng được rồi. Khi mà mình quen nhau á, nếu mà mình thấy người này người kia sao thì mình có thể sửa được. Chứ mình mới gặp nhau thì mình không thể nào mà mình chọn một người mà quá cao. Em thì bình thường thôi ạ. Khi mà mình quen nhau rồi á, thì nếu mà mình không thích cái gì của người đó thì mình sẽ nói. Mà người đó không sửa được thì thôi, chia tay. Nhưng mà cũng có cơ hội đúng không? Cho ta cơ hội đúng không? Quyên là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 93. 93. Thủy sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 93 luôn. Ồ, tụi em là con chặt chặt tuổi nhau hết. Hồi nãy thì Huy có chia sẻ là muốn kết hôn trước 30 đúng không? Dạ. Em hỏi thử hai cổ suy nghĩ đó như thế nào? Theo quan điểm cá nhân của mình á, nên kết hôn trước 30 tuổi thì nó sẽ tốt hơn. Có thể là sự nghiệp mình chưa ổn, nhưng mà cũng nên cưới trước 30 rồi hai người cùng cố gắng cũng được. Mời Quyên. Riêng với em thì tại vì em đã không có bạn trai 3 năm rồi, em không có đặt nặng vấn đề là phải có bạn trai. Thì mình vui vẻ là được. Còn vấn đề về hôn nhân á, thì lúc đầu em không nghĩ đến chuyện đó. Em muốn là đợi thật là đúng người, thà trễ một chút nhưng phải thật sự là đúng người. Thì bao nhiêu tuổi cũng được. Vì em không muốn là chỉ vì mà mình cứ đặt target trước á, là 30 mà mình phải bắt ép và gượng ép bản thân mình bị vội vã quá. Nếu như bạn bị vội quá thì đôi lúc những quyết định của bạn sẽ bị phân tâm và không chính xác. Nhưng mà do mẹ em nói rằng nếu năm sau Uyên không lấy chồng, mẹ sẽ bỏ nhà đi. Đợt trước mẹ em vì muốn chị em lấy chồng thôi mà đã 12 giờ đêm ra ngồi vườn Thanh Long ngồi ngoài đó. Vậy đó hả, là mẹ em cũng chơi bỏ ra khỏi nhà nửa đêm rồi. Đúng rồi, kiểu như là đánh đòn tâm lý chị em, mà chị em kiểu như là người cũng cứng rắn lắm luôn. Mà đánh đòn tâm lý chị em mấy ngày trời, chị em chịu không nổi nữa phải lấy chồng luôn. Trời ơi, bây giờ chị em hạnh phúc phải không? Dạ, lấy đúng đúng không? Dạ đúng rồi. Hy vọng em cũng có cái lựa chọn đúng chứ không vì sự bức ép của mẹ mà lấy lộn nha. Mà không đó, do chị em có bồ rồi. Rồi tới Thiên Thủy. Em thì cũng giống chị á, là em cũng không ép mình phải lúc nào lấy chồng đâu. Tại vì em thấy em cũng còn trẻ, mẹ em cũng không ép em lấy chồng. Mẹ nói em không lấy chồng cũng được. Ủa vậy luôn hả? Dạ. Kiếm cho mẹ đứa con được rồi. Kiếm cho mẹ đứa con được rồi. Một cái tư tưởng rất là hiện đại ha. Dạ, bố mẹ nuôi cho nên em cũng không có suy nghĩ đặt nặng là em phải lấy chồng. Khi nào em thấy hợp thì em mới tiến tới hôn nhân. Em cũng không phải là quan trọng là yêu là phải cưới. Không phải tới độ tuổi là phải cưới. Có thể đẻ không cần cưới. Dạ đúng rồi, có thể đẻ được không cần cưới. Em có gì muốn hỏi hai cô gái không? Anh thích đi làm từ thiện với thiện nguyện á, với lại anh rất là quy củ về thời gian. Ví dụ như thời gian nào tập gym thì không được đụng, hay là thời gian nào tập thiền của anh là anh không ai làm phiền mình. Cái đó là cái nếp sống của anh rồi, nó hình thành lên con người của anh. Không biết là theo quan điểm của em thì có thích điều đó không hay là không thích? Em á thì em thích điều đó, tại vì em cũng đi tập gym, em cũng có đi từ thiện. Rồi thời gian công việc nói chung là em cũng ít làm phiền bạn trai lắm. Bình thường là bạn trai gọi cho em trước, cho em cũng không
hay hay gọi cho bạn trai. Em nói là lúc mà em thiền á là em không ai làm phiền, thì thường em thiền cái giờ nào? 9:30 tới 10 giờ tối, tối là ngày tối khuya tối 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 9:30 mà ngày nào cũng là thiền giờ đó hết hay là một tuần thiền mấy buổi? Tuần khoảng 3 buổi. Vậy rồi là hẹn đi chơi là phải hẹn 3 cái buổi còn lại đúng không? À, dạ đúng rồi, chính xác. À, có nghĩa là đã có kế hoạch rồi. Dạ, còn ví dụ như đột xuất thì sao? Có những cái lịch đột xuất thì sao? Thì phải ưu tiên. Anh nói anh vậy đó, em thấy sao? Làm từ thiện với thiền với này giờ giấc quảnh là đâu đó là nó phải rõ ràng. Mỗi người đều phải có cuộc sống riêng của nhau hết, không làm phiền nhau. Nhưng mà cần có vài điểm chung là được rồi. Em cũng thoải mái cho mấy chuyện này. Giờ mình chưa yêu, mình ngồi ở đây mình khách sáo, mình nói không muốn làm phiền. Chứ còn khi yêu rồi là rất là làm phiền. Không làm phiền thì ở một mình. Đang giờ ăn mẹ rồi là đói, mình đang đói muốn xỉu luôn, ngồi thiền chắc chết. Chết. Thấy không? Mà đói xấu tính lắm. Chứ làm sao mà không làm phiền nhau được? Để sống hai không làm phiền nhau đâu có yêu nhau. Hai em có gì muốn test lại hay kiểm tra hai này em này không? Bị quyền trước đi, bị quyền trước đi. Em trước hoài luôn á. Thiệt, bây giờ em trước. Trước giờ em chưa giờ chủ động nói chuyện với anh trai. Bây giờ em phải chủ động đi chứ, nãy giờ bé Thủy mà địa rồi đó. Nếu như mà kết hôn xong á thì kiểu mấy công việc nhà thì mấy bạn có làm không? Đó. Mình ở cùng bố mẹ nhưng mà các việc nhà mình vẫn làm, nấu ăn nè, dọn nhà nè, rồi quét nhà các kiểu, thì cái đó chia sẻ được. Vợ bạn với mẹ bạn mà cãi nhau á, với mà vợ bạn đúng đi, lúc đó bạn sẽ đứng về phía ai? Thật ra cái đó là một cái vấn đề nó khá là nhạy cảm đúng không? Phải tùy tình huống, mình phải làm sao mình hài hòa được hai bên, thì cái đó nó phải tùy trường hợp nữa. Làm không sao? Thể nào nói là hẳn là một bên đúng được. Cái tình huống nó như thế nào thì mình phải nhún nhường theo bên nào, rồi đợi bên kia lắng xuống, nguội xuống rồi giải thích sau. Chứ không thể nào mà tuyệt đối đứng về một bên thì nó sẽ mất công bằng. Tình tình bên dưới bên nào nặng hơn? Em rất là thích ở với ba mẹ, do tại vì em ở đây có một mình nè. Ba mẹ em đồ với Bình Thuận á buồn, thích ở chung với nếu mà có lấy chồng thì thích ở chung với ba mẹ. Mà thường ở chung với ba mẹ chồng thì em nghĩ là sẽ xô xát rất là nhiều, nên là lúc đó là cần phải có một anh chồng rất là phải cực kỳ tinh tế để giải quyết cái vấn đề đó. Em thích ở chung với ba mẹ chồng là quá tốt luôn rồi, yên tâm đi, mình thương ba mẹ thương mình, không có vấn đề gì hết. Em có phụ việc nhà cho vợ không? Mình phải san sẻ, tại vì cùng là một gia đình rồi. Nãy giờ chị cứ hỏi rồi chị kích thích các em cho các em chia sẻ, nhưng mà thật sự hôm nay chị thấy cả bốn bạn luôn trạc tuổi nhau đều là những cái bạn trẻ có những cái năng lượng tích cực và có những cái rõ ràng trong cái lựa chọn quyết định của mình. Bây giờ đến cái thời khắc này là rất là quan trọng. Cho em hỏi một câu được không? Được, hỏi đi. Mời em. Em hỏi bạn áo trắng được. Thì nãy anh nghe không rõ, thì nãy anh cũng bồn chồn á. Bồn chồn. Công việc của em là gì á? Chủ tiệm nail anh. Tiệm nail online nha. Tại vì em không biết làm nail. Em là chủ. À, là chủ thôi à, chứ không có biết làm. Em thuê người làm, với lại em làm spa. Thì hôm nay em có thêm một việc nữa rồi đó. Em cũng biết may luôn anh. Em biết việc gì không? Việc gì anh? Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo, chẳng hứa xua được mây đen nhưng bình yên khi bên anh. Quá tuyệt vời. Hay nha. Okay. Thôi vậy thôi tôi khỏi nói. Trên mỗi chiếc ghế của các bạn ngồi đều có hai cái nút bấm, một cái nút màu đỏ, một cái nút màu xanh. Thích cái người ngồi ở ghế màu nào thì các bạn bấm cái nút ở ghế màu đó. Sau những cái khẩu hiệu của anh Đạt đó, chúng ta sẽ nhìn thấy mình bấm nút thì cái đèn của chiếc ghế nó hiện lên. Cùng chọn nhau thì cặp đó là cặp thành công. Và bây giờ Đạt sẽ đếm từ 5 tới 1. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. 5 4 3 2 1. Nếu mà cư xử mà nó không có đúng mực cho lắm thì em cảm thấy rất là khó chịu. Và em tính của em là bị thẳng thắn quá. Em muốn cưới trước 30, nhưng mà thì cũng phải tôn trọng quyết định của phụ nữ nữa. Em thì thích con trai ít nói, không cho mình là nhất. Không thích con trai tự cao tự đại, cũng không thích con trai nói nhiều. Em nhìn vào em thích thì em thấy thích thôi. Nếu mà không phù hợp được 100% với hai bạn thì phù hợp khoảng 6 hay 7 phần thì hai em có chấp nhận không? Tuy nhiên em là phải hoàn toàn đó, nên là đối với em thì không thể nào mà 50-60 gì cả. Còn em thì dễ tính hơn, em thì ở lưng chừng cũng được rồi. Ví dụ như thời gian nào tập gym thì không được đụng, hay là thời gian nào tập thiền của anh là anh không ai làm phiền mình. Cái đó là cái nếp sống của anh rồi, nó hình thành lên con người của anh. Không biết là theo quan điểm của em thì có thích điều đó không hay là không thích? Em cũng ít làm phiền bạn trai lắm. Bấm. Để quyền không bấm. Em vẫn cảm thấy còn thiếu điều gì đó, giống như là bạn bên này á, em cảm thấy là bạn vẫn còn trẻ quá. Tính nết của em nói chuyện thì có vẻ là hơi hơi vui á, nhưng mà em thường hay nghĩ sâu lắm. Em cảm thấy em
quá trưởng thành các bạn này. À, hôm nay mặc áo đỏ rực mà chưa hốt được ai nha. Nhưng mà chị Tường vẫn chúc em là sẽ cố gắng là giữ gìn sức khỏe, và trước sau gì thì khi nào nó tới là nó tới. Xin mời các bạn đứng lên, tiến lên phía trước. Quý vị nhìn thấy là ba chiếc ghế đã sáng đèn, hai chàng trai đều chọn một cô gái màu xanh, nhưng bạn ấy thì lại bấm chiếc ghế màu xanh, có nghĩa là Thủy đã kết đôi được với Minh ngày hôm nay. Dinh vào đây, một chàng bỏ tay cho một chàng nhà đã được thành đôi ngày hôm nay. Nắm tay đứng đợi tôi phỏng vấn ông này chút. Buồn không em, thầy giáo? Bình thường chị, không có duyên thì mình còn nhiều cơ hội khác mà. Còn nhiều cơ hội. Chị cũng chúc em là sẽ tìm được một cái tình yêu đúng ý của mình trong một thời gian gần nhất nha. Cảm ơn em đã tin tưởng và đến với ghép đôi thần tốc. Cảm xúc sao hai bạn? Hồi nãy em nói em địa, em tấn công này, vậy em phát biểu chị nghe. Nói chung là em đặt tay đôi bấm đó thì em cũng biết. Đặt tay đôi bấm đó thì em cũng biết. Thôi đi cô ơi. Hay là tại vì người ta tặng đúng cái áo size M rồi chọn người ta? Dạ đúng rồi đó. Đó, thấy chưa? Nó phải có chút lý do. Tại vì em cũng thích tập gym á nên em chọn anh này. Gì vậy? Gì ép tim hả? Dạ. Cái gì vậy cưng? Cảm xúc em giờ thế nào? Hồi hộp. Hồi hộp. Chúc mừng cho hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chị Tường xin gửi tặng cho hai bạn những món quà đến từ chương trình Quốc Việt Food. Xin tặng mỗi bạn một sản phẩm cốt bún bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDI của Mỹ, giúp cho món ăn của ta thơm ngon nè, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và đây, chúc mừng cho hai bạn đã thành một cặp. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Và để chúc mừng sự hai thành một của các bạn, nhãn hàng Tron hân hạnh tặng mỗi bạn một năm sử dụng bột giặt Tron 2-1. Đây, tặng cho em nha. Nếu như mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Tron 2-1, giặt và xả tất cả trong một, sẽ tặng cho các bạn 2+1 là 3 năm sử dụng bột giặt Tron miễn phí. Cho nên là lấy nhau là báo liền cho chương trình nha. 3 năm xài bột giặt thoải mái, đẻ mấy đứa con cũng không có lo. Và dù cho cặp đôi không thành công thì nhãn hàng Tron cũng tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Tron miễn phí. Bột giặt 2-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Tron 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chúng tôi nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại.